Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 12, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc trọng thể tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cho ý kiến các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan ban ngành liên quan về một số nội dung quan trọng khác. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp của kỳ họp trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2, trực tuyến trên website www.danangtv.vn và trực tiếp trên fanpage Đà Nẵng TV, Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phiên khai mạc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, kính thưa các vị khách mời, căn cứ quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố năm 2020, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và thảo luận, biểu quyết về các nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố theo thẩm quyền. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tham dự hiện nay là 45 trên 46 đại biểu, vắng một đại biểu có lý do. Như vậy, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đủ điều kiện để tiến hành. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ. Xin mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị an tọa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, về dự kỳ họp 16 Hội đồng Nhân dân thành phố hôm nay, xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy. Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đơn vị, các vị đại biểu Quốc hội thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân thành phố khóa 9, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các vị ủy viên Ủy ban Nhân thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành quận huyện, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể thành phố, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình ở trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về kỳ họp. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, căn cứ theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất giới thiệu chủ tọa kỳ họp là đồng chí Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, và đồng chí Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.
được sự thống nhất của thường trực thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân thành phố, xin giới thiệu thành phần thư ký gồm các đồng chí sau đây: đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, phó trưởng phòng công tác hội đồng nhân dân; đồng chí Nguyễn Thị Thảo, chuyên viên phòng công tác hội đồng nhân dân; đồng chí Trương Thị Vân, chuyên viên phòng công tác hội đồng nhân dân. Xin trân trọng kính mời chủ tọa và thư ký lên làm việc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, tôi xin trình bày dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tháng 12 năm 2020. Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ, dự kiến kết thúc lúc 11:30. Buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ, dự kiến kết thúc lúc 17:30. Giữa các buổi có giải lao 15 phút, cụ thể như sau. Ngày 7 tháng 12 năm 2020, buổi sáng, tuyên bố lý do chào cờ giới thiệu đại biểu thông qua chương trình kỳ họp. Khai mạc kỳ họp, báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và ý kiến kiến nghị của cử tri. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố. Báo cáo tóm tắt của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về giám sát kết quả việc thực hiện kiến nghị của cử tri và các đơn thư công dân sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố, giám sát về việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn và thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố. Buổi chiều thảo luận tại tổ. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, buổi sáng thảo luận tại hội trường. Buổi chiều tiếp tục thảo luận tại hội trường và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời chất vấn, giải trình một số nội dung tồn tại các nghị quyết và các cam kết chất vấn. Kết luận của chủ tọa kỳ họp về các nội dung thảo luận và chất vấn. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, buổi sáng phát biểu tiếp thu giải trình của một số nội dung của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thảo luận và thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Buổi chiều tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, phát biểu nhận nhiệm vụ và lãnh đạo thành phố tặng hoa các đồng chí vừa miễn nhiệm được bầu. Bế mạc kỳ họp, xin trân trọng cảm ơn. Xin kính mời chủ tọa tiếp tục điều hành kỳ họp. Xin cảm ơn đồng chí Chánh Văn Phòng vừa trình bày dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp. Xin ý kiến các vị đại biểu về chương trình kỳ họp vừa được đồng chí Chánh Văn Phòng trình bày. Có vị đại biểu nào có ý kiến không ạ? Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì khác và nhất trí thông qua chương trình, xin mời các vị đại biểu chúng ta biểu quyết bằng hình thức bấm nút. Như thế có 45 đại biểu có mặt, thống nhất chiếm tỷ lệ 97,83%. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách mời, thưa toàn thể cử tri thành phố. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
và các vị khách mời đã đến tham dự kỳ họp. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố. Kỳ họp chúng ta diễn ra trong thời điểm kết thúc giai đoạn 2015-2020. Cũng là thời điểm đảng bộ, quân và dân thành phố vui mừng, phấn khởi với những kết quả thành công rực rỡ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thành phố đối diện với những hậu quả vô cùng nặng nề của dịch bệnh COVID và thiên tai bão lụt đã tác động rất lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta đã đặt ra. Có thể nói, trong bối cảnh đó, thành phố đã thực sự bản lĩnh vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh và thiên tai bão lụt, vừa nỗ lực duy trì sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, từng bước khôi phục kinh tế xã hội. Mặc dầu nhiều chỉ tiêu năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra, nhưng chúng ta vẫn vững tin vào nền tảng đã được tạo dựng. Đà Nẵng chúng ta sẽ tăng tốc, sớm khẳng định được vị trí của mình đối với khu vực miền Trung và cả nước. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, của các sở ngành và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với các giải pháp đồng bộ để đạt được những kết quả tích cực nêu trên. Tôi cũng đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, sự đồng lòng của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã nỗ lực vượt qua những thách thức mang tính lịch sử. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố. Với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm trước cử tri thành phố, nhất là qua đại dịch và thiên tai, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc những tồn tại bất cập trong phát triển kinh tế xã hội thành phố. Theo đó, lần đầu tiên tăng trưởng âm 9,77%, thu ngân sách đạt 70%, một số chủ trương lớn chưa được triển khai thực hiện hiệu quả. Việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tuy có diễn biến nhưng vẫn còn chậm. Giải ngân đầu tư công dù đã nỗ lực nhưng con số đến thời điểm hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn so với kế hoạch. Các bức xúc kéo dài trên một số lĩnh vực đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước, ùn tắc giao thông chưa được xử lý dứt điểm. Trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của thành phố trong một số cán bộ công chức chưa cao. Đây là những vấn đề cần được đánh giá đầy đủ mọi khía cạnh, phân tích một cách khoa học tổng thể để từ đó có những giải pháp tích cực và hiệu quả nhất trong thời gian đến nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội trước mắt cũng như phát triển nhanh bền vững trong những năm tiếp theo, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh của thành phố năm 2020, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, thảo luận thông qua các tờ trình nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác. Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và quy định. Tài liệu kỳ họp đã được chuẩn bị chu đáo, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như tình hình của thực tế, tình hình thực tiễn của thành phố đặt ra và được gửi đến các vị đại biểu. Tôi đề nghị các vị đại biểu thành phố tập trung nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ, bàn bạc thảo luận cho ý kiến cụ thể, khoa học, xác đáng và mang ý nghĩa thiết thực về các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhận định đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2021, trong đó tập trung một số vấn đề sau. Phân tích làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế năm 2020, các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và đề xuất các nguồn lực, giải pháp đồng bộ trong việc khắc phục thiên tai, dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn 5 năm tiếp theo. Tập trung rà soát, kiến nghị các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch tiến độ giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đạm trong thực hiện các nghị quyết, các cam kết, các thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến kiến nghị cử tri thành phố trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền. Trên cơ sở giới thiệu của cấp ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố về xem xét miễn nhiệm bầu cử một số chức danh chủ chốt theo thẩm quyền
các vị đại biểu tập trung thảo luận và tiến hành công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định và trách nhiệm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố, yêu cầu phát triển chặng đường sắp đến và những khó khăn thách thức đang đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi đại biểu. Mỗi quyết định đúng đắn kịp thời hôm nay là những đột phá, là điểm mở cho những nút thắt chúng ta đang đối mặt, là sự mong đợi của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu hãy phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trong trao đổi, tranh luận, chọn đúng, chọn trúng những vấn đề quyết định mang tầm dài hạn, cũng như xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc hiện nay mà cử tri nêu ra. Cử tri thành phố đang theo dõi, kỳ vọng và đặt niềm tin vào vai trò, sứ mệnh của các vị đại biểu tại kỳ họp lần này. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc kỳ họp chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tình hình thực hiện dự toán ngân sách. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, quý vị đại biểu khách mời, kính thưa toàn thể đồng bào. Trước kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi báo cáo đầy đủ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi xin trình bày nội dung tóm tắt của hai báo cáo như sau. Phần 1, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Một lớn là tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020. Năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt Nam chịu tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra hai đợt phát sinh dịch bệnh COVID-19 và chịu ảnh hưởng của 13 cơn bão, một đợt áp thấp nhiệt đới, 7 đợt mưa lớn, dẫn đến kinh tế thành phố năm 2020 không thể duy trì được mức tăng như những năm trước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp. Quy mô tổng sản phẩm xã hội GDP theo giá hiện hành 2020 ước đạt 108 tỷ đồng, giảm 10,8% so với năm 2019. Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố cụ thể như sau. Về kinh tế, đối với các lĩnh vực dịch vụ, ngành du lịch sụt giảm mạnh về lượng khách và nhiều thị trường trọng điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu tăng trưởng về du lịch, nhất là từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 2020. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2020 ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, đạt 34% kế hoạch, giảm 63% so với năm 2019. Trong đó khách quốc tế giảm 15%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch, giảm 39%. Năm 2020, thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch, từng bước cơ cấu lại thị trường khách, trong đó tập trung khai thác thị trường nội địa, ưu tiên các thị trường gần Đà Nẵng tại miền Trung Tây Nguyên và thu hút khách từ các địa phương có đường bay đến Đà Nẵng. Tình hình thị trường hàng hóa dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 55.575 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch, giảm 5% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 1,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với năm 2019. Tổng doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông năm 2020 ước đạt 14.053 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch, tăng 1,6% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 97 triệu đô la Mỹ, tăng 9%. Hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, ước đến cuối tháng 12 2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 139.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm 2019. Dư nợ các thành phần kinh tế đạt 186.000 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2019. Về sản xuất công nghiệp,
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 10,7% so với năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo giảm 11%, sản xuất và phân phối điện giảm 3,5%, cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 7%, khai khoáng giảm 37%. Thành phố đã hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 3 khu công nghiệp mới, hiện đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng 4 cụm công nghiệp mới, hoàn thành 60% giai đoạn 3 khu công nghệ cao và cơ bản hoàn thành khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghệ cao. Về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các hoạt động đối ngoại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tất cả các chuyến công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài đều bị dừng lại và nhiều hội thảo, diễn đàn, các buổi đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp không thể tổ chức theo kế hoạch. Thay vào đó, thành phố đã tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư dưới nhiều hình thức như gặp gỡ trực tuyến, webinar để tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án và quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư là 16.373 tỷ đồng, gấp 1,9 lần về vốn so với cùng kỳ 2019, và 14 dự án trong nước trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư là 2.185 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo các ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến các kết luận thanh tra, thủ tục đất đai, quy hoạch xây dựng. Trên cơ sở đó, đã tháo gỡ một phần các vướng mắc giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng để tái khởi động dự án như dự án khu du lịch biển của công ty trách nhiệm hữu hạn Đáp, dự án khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển của công ty Nam Phát, dự án khu du lịch sinh thái Nam Mô của công ty cổ phần Trung Thủy, dự án khu du lịch và sân golf Vina Capital của tập đoàn BRG. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2020 ước đạt 34.500 tỷ, giảm 11% so với năm 2019, trong đó khu vực ngoài nhà nước ước đạt 18.970 tỷ đồng, giảm 24%, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 7.086 tỷ đồng, tăng 44%. Về quản lý quy hoạch, đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường. Đối với quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình dự án trọng điểm, động lực đã được đẩy nhanh tiến độ như khu công nghệ cao Đà Nẵng, khu phụ trợ phục vụ, khu công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Đồng thời, nhiều dự án được đồng loạt khởi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm như nhà máy nước Hòa Liên, cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà, đường và cầu qua sông Cổ Cò, đường vành đai phía Tây 2, khu công viên phần mềm số 2. Phối hợp với các bộ ngành trung ương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án xây dựng mới cảng Liên Chiểu giai đoạn 1, nâng cấp nhà ga hành khách T1, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, mở rộng tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan, nâng cấp mở rộng quốc lộ 14B đoạn từ Túy Loan đến giáp Quảng Nam. Đến 30 tháng 11 2020, tổng giá trị giải ngân ước đạt 5.656 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 46% kế hoạch do Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Ước đến hết năm 2020, niên khóa tài chính thanh toán vốn đến hết ngày 31 tháng 1 2021, giải ngân đạt 100% kế hoạch trung ương, đồng thời phấn đấu giải ngân đạt mức cao nhất so với kế hoạch do Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Về công tác quy hoạch, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 6 2020. Hiện nay, thành phố đang phối hợp với Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị sớm trình Chính phủ phê duyệt. Thành phố đã hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045 đã được Bộ Xây dựng thẩm định và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, thành phố đã ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024, rà soát các lô đất lớn, quỹ đất tái định cư, thực hiện công khai trên cổng thông tin đất đai thành phố. Thứ tư là về giáo dục và đào tạo, khoa công nghệ, y tế, văn hóa thể thao, lao động thương binh xã hội. Đối với giáo dục đào tạo, do tác động của dịch COVID-19, một số tháng của học kỳ 2 năm học 2019-2020 và nửa tháng đầu của học kỳ 1 năm học 2020-2021, các trường trên địa bàn phải tiến hành dạy học trực tuyến, thực hiện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến. Ngành giáo dục đã chủ động phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Về khoa học công nghệ, công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai tích cực, chú trọng hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Về y tế,
Trong năm 2020, thành phố chịu tác động của hai đợt dịch COVID-19, trong đó đợt dịch thứ hai xảy ra với diễn biến phức tạp. Từ ngày 24 tháng 7 đến 25 tháng 9, thành phố ghi nhận 389 ca mắc COVID-19, đã xác định được 11.621 đối tượng F1, 15.967 đối tượng F2, đã thực hiện xét nghiệm 327.342 lượt người, trong đó đã chữa khỏi 353 trường hợp và có 34 trường hợp tử vong. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh mới, thành phố đã khẩn trương chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt trên diện rộng, tập trung tối đa nguồn lực của địa phương, của trung ương và tỉnh bạn hỗ trợ để điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là những bệnh nhân có bệnh nền nặng, nâng cao năng lực xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị của hệ thống y tế. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian đến. Về văn hóa thể thao, hệ thống các thiết chế văn hóa được củng cố tăng cường, chú trọng bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa lớn, phục dựng một số lễ hội dân gian, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng bước đi vào chiều sâu. Về lao động xã hội, do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động. Tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 31 tháng 10, 2020, trên địa bàn thành phố có hơn 191.500 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thành phố đã hỗ trợ kịp thời cho gần 300.000 lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch với kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Thành phố đã tập trung thực hiện các chính sách giảm nghèo bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, có giải pháp huy động nguồn từ xã hội hóa, các tổ chức cá nhân để hỗ trợ sinh kế cho các hộ, kết hợp với vận động hộ nghèo tham gia các mô hình giảm nghèo bền vững, tập trung giải quyết các vướng mắc hỗ trợ người dân trả nợ tiền sử dụng đất, tái định cư theo Nghị định số 79/2019 của Chính phủ. Về xây dựng chính quyền thanh tra tư pháp, thành phố tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính, tăng cường việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài, áp dụng các tiện ích hỗ trợ người dân cho việc thực hiện các dịch vụ công, tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Về quốc phòng an ninh, năm 2020, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, số chống đối chính trị duy trì và gia tăng nhiều hoạt động, đặc biệt sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 và hai trận lụt bão đã gây nhiều hệ lụy, thiệt hại, ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với sự triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn của lãnh đạo Đảng, nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng diễn ra tại Đà Nẵng. Hai lớn, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm mà tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế cả nước và thành phố sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, hậu quả của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cơ hội khi quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và việc Việt Nam tham gia một loạt FTA thế hệ mới đang triển khai, đồng thời đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do lớn là những chất xúc tác quan trọng thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư. Về mục tiêu tổng quát năm 2021 là thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh các hoạt động khôi phục phát triển kinh tế, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đa dạng hóa các hình thức kết nối nhà đầu tư, thu hút dòng vốn đầu tư chuyển dịch đến Việt Nam từ các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Về nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành lĩnh vực, để triển khai nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, thành phố sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, nội vụ, tài chính, xây dựng và các bộ ngành trung ương hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 119/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nghị định sửa đổi bổ sung thay thế nghị định số 144/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, làm việc với các bộ ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, cho phép thành lập một trạm cập bờ các quang biển tại Đà Nẵng để thành phố Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm viễn thông công nghệ thông tin mang tầm khu vực. Để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch,
thành phố sẽ triển khai xây dựng quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, xây dựng kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, kiểm tra sau cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng an toàn lao động trên địa bàn thành phố theo tinh thần chỉ thị số 21 ngày 1 tháng 11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Về phát triển kinh tế, đối với các lĩnh vực dịch vụ, tập trung khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, xây dựng và triển khai chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2021, tái cơ cấu và thiết lập các thị trường khách du lịch, trong đó tập trung thu hút khách du lịch nội địa, tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch thu hút khách, triển khai mạnh mẽ công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt là liên kết giữa Đà Nẵng với các địa phương Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Hải Phòng. Triển khai có hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại như khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, các chương trình kết nối cung cầu trong và ngoài địa bàn, các sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin làm công cụ để cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ dịch vụ công qua mạng cho các tổ chức công dân. Về công nghiệp và công nghệ thông tin, đưa vào khai thác khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, cụm công nghiệp Cẩm Lệ giai đoạn 1, khẩn trương tổ chức lại việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng 3 khu công nghiệp mới để tạo mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh, xúc tiến thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công viên phần mềm số 2, tập trung tháo gỡ các thủ tục đầu tư tổ hợp không gian sáng tạo tại Hòa Xuân và các giải pháp phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung phục vụ phát triển công nghiệp số, thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến với thành phố, đặc biệt là xúc tiến, hỗ trợ tập đoàn LG triển khai trung tâm phát triển phần mềm, giải trí ô tô từ tháng 12/2020, dự kiến sẽ khai trương vào ngày 9 tháng 12 và các đơn vị công nghệ thông tin của tập đoàn tại Đà Nẵng trong năm 2021. Về nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh phát triển năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho ngư dân, chú trọng các giải pháp đảm bảo thực hiện các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Về phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các hoạt động đối ngoại, tiếp tục tổ chức nhiều buổi làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án, giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để tái khởi động dự án. Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục xúc tiến thu hút các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group, IPPG, tập đoàn công nghệ CMC, tập đoàn BRG, các tập đoàn TDH, Ecoland, Vicoland để triển khai các dự án mới trên địa bàn thành phố. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, tăng cường và chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, châu Âu, Đài Loan, Trung Quốc, đẩy mạnh và đa dạng hóa, đặc biệt là các hình thức trực tuyến trong hoạt động quảng bá về thành phố thông qua các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư đô thị, thành phố sẽ khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công được giao ngay từ đầu năm. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành, các sở ban ngành, quận huyện sẽ tập trung sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công, hoàn thành các công trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay với kho bạc khi có khối lượng nghiệm thu. Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, khu vực xử lý ngập úng, khớp nối hạ tầng tại các khu dân cư. Hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung dự án xây dựng cảng Liên Chiểu giai đoạn 1, thủ tục đầu tư xây dựng nâng cấp nhà ga hành khách T1 cảng không quốc tế Đà Nẵng, phối hợp với các bộ ngành trung ương triển khai các dự án mở rộng tuyến đường cao tốc đoạn Hòa Liên Túy Loan, nâng cấp mở rộng quốc lộ 14B đoạn từ Túy Loan đến Hòa Khương, tiếp tục phối hợp đề xuất với các bộ ngành trung ương ưu tiên đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 14G, 14D. Về phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, y tế giáo dục, lao động việc làm, an sinh xã hội. Về khoa học công nghệ, triển khai có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Về văn hóa thể thao, tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung của đề án chương trình thành phố Bốn An, triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị,
về y tế tiếp tục theo dõi thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 để nắm bắt kịp thời tình hình, chuẩn bị phương án, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 khi có diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại. Về an sinh xã hội, tiến hành tích hợp các chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tổ chức kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân loại hộ nghèo theo từng nhóm hộ, nguyên nhân nghèo theo các chiều thiếu hụt để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Về quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia ở Biển Đông, kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng an ninh, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của cộng đồng quốc tế, kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là các dịp lễ, Tết và các sự kiện lớn, thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và diễn tập phòng thủ năm 2021. Phần 2, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 21.742 tỷ đồng, bằng 70.3% dự toán Hội đồng nhân dân giao, trong đó thu nội địa là 18.157 tỷ đồng, bằng 67.7% dự toán. Cụ thể, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và sổ số kiến thiết là 14.610 tỷ đồng, đạt 60.5% dự toán giao. Hầu hết các khoản thu từ thuế phí không đạt dự toán Hội đồng dân giao, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 72%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 76.6%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 69.1%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chỉ đạt 52.5%, thu tiền sử dụng đất là 385 tỷ đồng, đạt 135.4% dự toán giao, và thu từ hoạt động sổ số kiến thiết là 162 tỷ đồng, đạt 92.4% dự toán giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.561 tỷ đồng, đạt 86.9% dự toán giao. Về chi ngân sách địa phương là 20.589 tỷ đồng, bằng 80.2% dự toán Hội đồng nhân dân giao, trong đó chi đầu tư phát triển là 12.347 tỷ đồng, đạt 95.3% dự toán. Trong đó chi đầu tư cho các dự án là 11.838 tỷ đồng, đạt 93.5% dự toán Hội đồng nhân dân giao, gồm chi xây dựng cơ bản từ vốn tập trung trong nước theo dự toán được giao là 730 tỷ đồng, đạt 97.5% dự toán Hội đồng nhân dân giao sau điều chỉnh, chi thường xuyên là 8.039 tỷ đồng, bằng 95.3% dự toán Hội đồng nhân dân giao. Về tình hình vay và trả nợ chính quyền địa phương, dư nợ vay đầu năm 2020 là 679 tỷ đồng, trong năm vay lại từ nguồn chính phủ vay ngoài nước thực hiện dự án phát triển bền vững và cải thiện hạ tầng giao thông là 597 tỷ đồng, trả nợ gốc số tiền là 23 tỷ đồng, chi trả phí cam kết vốn khoản vay chính phủ vay lại nước ngoài số tiền là 3 tỷ đồng, dư nợ vay đến cuối năm 2020 là 1.254 tỷ đồng. Về phương án bù hụt thu và cân đối ngân sách năm 2020, với tình hình thu ngân sách nhà nước nêu trên, thu ngân sách địa phương được hưởng theo ngân phân cấp sẽ hụt 6.540 tỷ đồng, phương án bù hụt thu như sau. Để cân đối hụt thu ngân sách cấp thành phố 4.198 tỷ đồng, chi xây dựng cơ bản sẽ giảm chi từ nguồn tập trung trong nước theo số dự toán giao đầu năm và xử lý nguồn cân đối là 2.241 tỷ đồng, chi thường xuyên cắt giảm tiết kiệm là 113 tỷ đồng, giảm chi tạo nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố theo dự toán tương ứng phần hụt thu ngân sách được hưởng là 1.844 tỷ đồng. Về cân đối hụt ngân sách quận huyện là 2.343 tỷ đồng, sử dụng nguồn kết dư năm trước chuyển sang để bù đắp là 364 tỷ đồng, cắt giảm tiết kiệm chi đầu tư xây dựng cơ bản là 106 tỷ đồng, chi thường xuyên là 408 tỷ đồng, giảm nguồn dự phòng ngân sách quận huyện là 79 tỷ đồng, giảm chi tạo nguồn cải cách tiền lương là 1.068 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ đảm bảo cân đối là 318 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019 của ngân sách thành phố. Trên đây là tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo xin mời đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và các ý kiến kiến nghị của cử tri. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố và quý vị đại biểu khách mời. Kính thưa chủ tọa kỳ họp
và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn đối với thế giới, Việt Nam và thành phố Đà Nẵng. Chúng ta đã và đang tiếp tục trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn của đại dịch COVID-19. Mặc dù đến nay đại dịch trên thế giới chưa kết thúc và có chiều hướng ngày càng phức tạp, song với những kết quả và nỗ lực trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tạm thời giữ được ổn định, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đưa nhịp sống xã hội trở lại bình thường. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ liên tục diễn ra tại khu vực miền Trung trong những tháng cuối năm đã ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2020 cũng như đời sống của nhân dân. Mặt trận thành phố hết sức chia sẻ với những khó khăn và áp lực của chính quyền thành phố trong việc vừa điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vừa cật lực thực hiện các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và chủ động ứng phó bão lũ, khắc phục thiên tai. Tại kỳ họp thứ 15, Mặt trận thành phố đã gửi đến Hội đồng nhân dân thành phố 105 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đồng thời kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố 4 nhóm vấn đề. 1. Chính quyền thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, quận huyện xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế xã hội gắn với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 2. Vấn đề phục hồi và phát triển du lịch sau COVID-19. 3. Vấn đề quản lý và quy hoạch đối với các bè cá trên sông. 4. Việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành địa phương nhằm hạn chế việc chậm trễ các kết luận của chính quyền trong việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri. Qua theo dõi, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, ảnh hưởng thiên tai bão lũ, nhưng mặt trận nhận thấy chính quyền thành phố đã kịp thời đề ra nhiều biện pháp xử lý, tổ chức nhiều phiên họp giải trình trong giao ban định kỳ hàng tháng để chỉ đạo sở, ngành và địa phương có liên quan thực hiện cơ bản giải quyết và đáp ứng những lo lắng bức xúc trong nhân dân. Trong đó, thành phố đã có những giải pháp thiết thực phục hồi kinh tế sau dịch, tập trung kích cầu du lịch nội địa, từng bước giải quyết các vấn đề quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như các kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 có phạm vi toàn cầu nên việc kích cầu du lịch và phục hồi ngành dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể quay lại phát triển sôi động như trước đây. Việc quy hoạch và cơ chế quản lý các lồng bè cá trên sông Hàn vẫn đang trong ở giai đoạn xây dựng đề án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố. Một số ý kiến cử tri còn chậm giải quyết do nhiều nguyên nhân, nhất là các nội dung liên quan đến công trình dân sinh, vấn đề môi trường và tiến độ thi công các dự án chậm, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Mặt trận thành phố đề nghị chính quyền tiếp tục có những giải pháp đồng bộ và kiên quyết hơn nữa để giải quyết những ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến nhằm giải quyết tốt hơn những bức xúc trong xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng thành phố phát triển kinh tế xã hội, ổn định và giữ vững quốc phòng an ninh. Kính thưa kỳ họp, từ sau kỳ họp thứ 15 đến nay, mặt trận thành phố nhận được 126 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua hệ thống mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin trình bày tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp lần này như sau. Về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của thành ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong đợt cao điểm từ ngày 28 tháng 7 năm 2020. Cử tri và nhân dân thành phố vô cùng xúc động, biết ơn sự chia sẻ, tương trợ của nhân dân trên mọi miền đất nước, các tỉnh thành bạn đã chung tay giúp đỡ cho Đà Nẵng từ nhân lực, vật lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Những nghĩa cử, hình ảnh đẹp của mỗi người dân, danh sách các doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện, các hội từ thiện ngày càng dày lên, mang đầy tình cảm yêu thương đến với Đà Nẵng. Có thể nói, chưa bao giờ sự đồng lòng, sát cánh của nhân dân với hệ thống chính trị lại nhiều đến thế. Cử tri và nhân dân thể hiện sự tin tưởng, phấn khởi khi ngoài gói hỗ trợ theo nghị quyết 42 của chính phủ cho các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố đã có nhiều chính sách riêng biệt cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn. Nhân dân cũng đồng tình việc giám sát của mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội các cấp
giúp cho việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không có hiện tượng trục lợi chính sách, chống lãng phí. Đặc biệt, trước khi kết thúc việc thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội, nhân dân rất phấn khởi khi kịp thời nhận được gói hỗ trợ gồm 940 tấn gạo và 17,4 tỷ đồng để giải quyết phần nào những khó khăn do dịch COVID-19. Cử tri và nhân dân thành phố phấn khởi khi ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cử tri và nhân dân thành phố vui mừng về thành công Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời kỳ vọng rất lớn vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới thực sự là những người có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, yên bình là điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn còn lo lắng trước những khó khăn thách thức của dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, tạm ngừng hoạt động đến nay vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Nhiều người lao động vẫn chưa có việc làm, nhiều hộ dân bị giảm sâu thu nhập vì đại dịch nhưng không là đối tượng hỗ trợ của chính phủ nên đời sống rất khó khăn. Bên cạnh đó, thiên tai bão lũ liên tục trong những tháng cuối năm khiến một số hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại, cuộc sống bị ảnh hưởng lớn. Cử tri và nhân dân không hài lòng và bức xúc khi tiến độ xây dựng của các công trình dân sinh, dự án trên địa bàn nhiều quận huyện quá chậm, kể cả công trình trọng điểm của thành phố. Việc khớp nối các kết cấu, cơ sở hạ tầng ở các khu tái định cư, hệ thống xử lý nước thải còn nhiều bất cập, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi vườn dạo cho khu dân cư, v.v. Dư luận nhân dân cũng tỏ thái độ bức xúc đối với một số nội dung sách giáo khoa cải cách lớp 1 có nhiều câu chuyện được truyền tải, lồng ghép trong sách, được biên soạn không phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Cử tri và nhân dân đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan ở Trung ương sớm vào cuộc nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Kính thưa kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến trước kỳ họp này, Mặt trận đã chuyển Hội đồng nhân dân thành phố 1.367 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Có 1.142 kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết, chiếm tỷ lệ 83,96%. Đối với các vấn đề kiến nghị trong thông báo xây dựng chính quyền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nêu từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 15, gồm 36 nhóm vấn đề cần được giải quyết. Qua theo dõi đến nay, đã có 15 nhóm vấn đề được giải quyết cơ bản, 14 nhóm vấn đề đang rà soát lập kế hoạch đạt tỷ lệ chung là 80,55% và 7 nhóm vấn đề chưa thực hiện chiếm tỷ lệ 19,45%. Đó là các nội dung thu hồi dự án quy hoạch treo, đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng của các dự án, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, khắc phục các khu chung cư, nhà ở xã hội và các khu tập thể xuống cấp, quy hoạch nuôi cá lồng bè trên sông, các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, ô nhiễm ở Âu Thuyền Thọ Quang, v.v. Những nội dung kiến nghị của cử tri và nhân dân còn tồn đọng kéo dài gần hết nhiệm kỳ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân sự chứng lại trong hoạt động của các ngành chức năng, trách nhiệm của một số sở, ban ngành và ủy ban nhân các quận huyện trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa cao, thiếu quyết liệt, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, việc trả lời ý kiến cử tri đối với một số lĩnh vực còn chung chung, chưa đưa ra tiến độ thực hiện hoặc chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho cử tri rõ. Về kiến nghị, tại kỳ họp này, trên cơ sở 126 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến, Mặt trận thành phố xin kiến nghị 3 nhóm vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, liên quan đến đại dịch COVID-19, đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, tiếp tục chi hỗ trợ kinh phí đợt 2, trong đó triển khai bổ sung nghị quyết 154 ngày 19 tháng 10 năm 2020, sửa đổi bổ sung nghị quyết 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cử tri đề nghị thành phố tiếp tục có những chủ trương giải pháp phục hồi kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn sau dịch COVID-19, đảm bảo vừa phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập cho xã hội và vừa tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài và các đối tượng đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép,
tăng cường kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh bằng các đường hàng không, đường sắt, đường biển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân lao động, bộ phận yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền nhằm phát huy dân chủ, động viên nhân dân thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền thành phố đề ra. Vấn đề thứ hai, qua việc giám sát các điểm tập kết rác thải và trạm trung chuyển rác trên địa bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng thu gom rác thải trên địa bàn theo hướng hiện đại, văn minh, sạch đẹp nhằm phục vụ tốt hơn cho việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. Ưu tiên đầu tư trước các khu vực trọng điểm về du lịch và trung tâm thành phố. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai phân loại rác tại nguồn theo quyết định 1577 ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đẩy mạnh việc xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Chỉ đạo ngành chức năng triển khai xây dựng và hoàn thành các trạm trung chuyển rác thải hiện đại phục vụ trung chuyển trên địa bàn thành phố, hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ trong thu gom rác thải, đề nghị tổ chức họp dân lấy ý kiến cũng như công khai phương án xây dựng hiện đại hai trạm trung chuyển trên đường Lê Thanh Nghị và đường Nguyễn Đức Trung để có sự đồng tình ủng hộ của người dân trước khi thực hiện. Đề nghị chấm dứt sự tồn tại trạm trung chuyển bờ hồ Thạc Giáng vì quá ô nhiễm, thay đổi địa điểm trạm trung chuyển khu vực chợ Hòa An vì không hợp lý, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Khẩn trương triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn đảm bảo tiến độ đã cam kết. Vấn đề thứ ba, đề nghị thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản để thực hiện khớp nối các hạ tầng còn dang dở của các dự án tái định cư, các khu đô thị trên địa bàn thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng rà soát và có lộ trình cụ thể, đặc biệt xem xét sử dụng đất không sản xuất được để khớp nối hạ tầng những nơi gần hoàn thiện hoặc mới hoàn thiện thì sớm bố trí ngân sách để thực hiện, ưu tiên triển khai ở các khu dân cư thấp trũng có nguy cơ ngập úng cao khi có mưa lũ. Rà soát và sớm thực hiện các dự án gây nhiều bức xúc và kiến nghị nhiều lần của cử tri và nhân dân như đường DH2 tại Hòa Vang, đoạn nối thông tuyến đường Trần Thái Tông đến đường Phạm Ngọc Mậu, quận Thanh Khê, lấp kín kênh hở đoạn đường Tân Trào Hồng Thái, quận Liên Chiểu và một số tuyến của quận Sơn Trà như thông tuyến Lương Thế Vinh giáp với phường Phước Mỹ, đoạn Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại, đoạn Nguyễn Huy Chương và Chu Huy Mân, tuyến Võ Duy Ninh, đoạn Lâm Hoàng đến Lê Hữu Trác, v.v. Tiếp tục rà soát các dự án treo để phân loại điều chỉnh, hủy dự án hoặc tiếp tục đầu tư, đồng thời nghiên cứu chính sách cho các hộ dân trong vùng dự án treo để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người dân. Tiếp tục có giải pháp xử lý nhanh các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố. Việc khắc phục các khu chung cư và khu tập thể xuống cấp hiện nay rất chậm, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, nhất là các khu tập thể ở quận Hải Châu, Thanh Khê với tình trạng tuổi thọ lớn, diện tích hẹp, điều kiện sinh hoạt kém và mất an toàn. Kính thưa Hội đồng Nhân dân thành phố, qua những ý kiến của cử tri và nhân dân thành phố, Mặt trận thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố cần tổ chức thêm nhiều phiên họp giải trình chuyên sâu, cần gắn trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành có liên quan để làm rõ vấn đề cần giải trình, có biện pháp đối với đơn vị chức năng không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ các kết luận của chính quyền trong việc giải quyết ý kiến cử tri, góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân vào chính quyền, nhất là những ý kiến cử tri kéo dài suốt gần hết nhiệm kỳ vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được bổ sung kiện toàn, đa số tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, đề nghị chính quyền thành phố tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cán bộ công chức tích cực hành động, vượt qua tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ công chức, góp phần xây dựng chính quyền thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh. Kính thưa quý vị đại biểu, đây là kỳ họp cuối năm 2020, nhưng là kỳ họp mở đầu cho việc cụ thể hóa các nhiệm vụ của nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời cũng là giai đoạn cuối trong quá trình hoạt động của các vị đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc thành phố kính đề nghị các vị đại biểu dân cử tiếp tục thực hiện tập trung vào hai nội dung: giữ mối liên hệ giữa đại biểu với Mặt trận Tổ quốc cung cấp và kết quả thực hiện chương trình hành động của đại biểu dân cử để rà soát hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình hành động của mình với cử tri. Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ,
Mặt trận đã báo cáo việc tổ chức 642 cuộc để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trình bày chương trình hành động trước cử tri thành phố. Các cuộc tiếp xúc này đã có 89.055 cử tri đại diện cho hơn 700.000 cử tri Đà Nẵng tham dự. Đã có 3.204 ý kiến phát biểu gửi gắm tâm tư, nguyện vọng trên các lĩnh vực yêu cầu các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu ở 4 cấp phải thực hiện cho kỳ được. Vì vậy, Mặt trận thành phố mong muốn 46 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tích cực thảo luận, chất vấn tại kỳ họp này và giám sát đến cùng việc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Có như vậy mới đáp ứng được tình cảm và sự mong đợi của cử tri đã dành cho các vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tin tưởng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, các vị đại biểu sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân thành phố. Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố, Mặt trận thành phố là đơn vị được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Nhân kỳ họp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã đồng lòng chia sẻ, cùng chung tay đóng góp tiền bạc, hàng hóa, vật chất và nhiều hoạt động thiện nguyện kịp thời để hỗ trợ động viên thành phố Đà Nẵng quyết tâm dập dịch trong đợt cao điểm vừa qua. Ngay sau đó, thiên tai bão lũ liên tục xảy ra trên giải đất miền Trung, gây thiệt hại to lớn về người và của. Mặt trận thành phố lại tiếp tục đón nhận những khoản tiền ủng hộ cứu trợ gửi đến người dân bị thiệt hại do bão lũ và sạt lở đất. Những nghĩa cử cao quý này là nét đẹp trường tồn trong đời sống của mỗi người dân Việt Nam, là động lực to lớn giúp người dân miền Trung tiếp tục kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức. Trên đây là những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân thành phố gửi đến kỳ họp lần này. Kính đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện và thông báo kết quả cho Mặt trận thành phố, cho cử tri và nhân dân biết để giám sát theo quy định của pháp luật. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố, quý vị đại biểu khách mời cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trình bày tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, các vị khách mời, thưa toàn thể cử tri thành phố, thưa ủy nhiệm của đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, thay mặt các vị đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, tôi xin báo cáo kết quả chủ yếu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vừa qua như sau. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong 18 ngày và chia làm 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết và cho ý kiến vào 4 dự án luật, thực hiện việc giám sát, thực hiện các nghị quyết về chuyên đề về giám sát và chất vấn tại nhiệm kỳ khóa 14, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, chính tài chính, ngân sách, về nhân sự, thảo luận, góp ý và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xem xét báo cáo về ý kiến kiến nghị của các cử tri về công tác tư pháp, về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác cụ thể như sau. Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thảo luận và thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Đây là một bước hoàn thiện căn bản để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với một số điểm mới như việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường, về giấy phép môi trường, về đăng ký môi trường, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, phòng ngừa và ứng phó biến đổi khí hậu và môi trường. 2. Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,
được sửa đổi nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoặc hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, thúc đẩy phát triển hoạt động này trên nguyên tắc thị trường trong bối cảnh lực lượng lao động của Việt Nam có xu hướng ngày càng giảm trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thứ ba là luật cư trú, sửa đổi bổ sung nhằm tiếp tục thể chế hóa quyền tự do cư trú của công dân, thay đổi phương thức quản lý cư trú truyền thống sang quản lý bằng cơ sở dữ liệu điện tử, từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có sự kết nối liên thông toàn quốc thông qua số định danh cá nhân. Trao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu dành cho người đăng ký cư trú không thấp hơn 8m² trên đầu người, không phân biệt các địa bàn giữa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như quy định hiện hành. Thứ tư là luật biên phòng Việt Nam được ban hành nhằm nâng cao địa vị pháp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý chủ quyền biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới. Thứ năm là luật thỏa thuận quốc tế. Thứ sáu là luật sửa đổi bổ sung một số điều về của luật xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm hành chính trong tình hình mới. Thứ bảy là luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật phòng chống nhiễm virus gây ra do hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Về Quốc hội cũng đã thảo luận và thông qua các nghị quyết. Thứ nhất là nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đây là một nghị quyết thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, góp phần bảo vệ, giữ gìn hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Nghị quyết này là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý đất đai, theo đó tiếp tục sử dụng đất quốc phòng, an ninh đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh. Thứ tư, Quốc hội đã thống nhất với đề nghị của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Quốc hội đã nghe và cho ý kiến vào dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi, dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cấp cơ sở. Tiếp thu đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cân nhắc đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu các dự án luật nói trên. Về việc quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, về vấn đề nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, báo cáo kết quả về việc giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri về việc kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021, Quốc hội thống nhất cho rằng năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ nhưng có nhiều biến động khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Song với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của chính quyền các cấp đã thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp ứng phó, tăng cường quản lý thu, phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết. Kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, miễn giảm, giãn thuế, phí, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân, góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân, khẳng định uy tín, địa vị của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Trên cơ sở đánh giá cụ thể từng nội dung, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết. Thứ nhất, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Quốc hội đã quyết định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp có tính chất bao quát toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2021, nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách là 343.670 tỷ đồng. 2. Kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2016-20 về kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế tồn tại đã được nêu trong để thực hiện các mục tiêu cân đối lớn, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn năm giai đoạn 2021-2025. Tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, đánh giá sâu về các quy mô về ngân sách, tỷ lệ huy động, cơ cấu chi, bội chi và giải pháp bội chi, nợ, trần nợ công, khả năng vay nợ, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chú trọng các yếu tố về đảm bảo bền vững. Việc bố trí đầu tư công năm giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên theo quy định, ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ động của xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia, dự án giao thông có tính liên kết vùng, tuyến đường cao tốc, đường ven biển, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Lưu ý bố trí vốn ở một số dự án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh hồ đập, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê sung yếu, kè sông biển, hạ tầng nghề cá, khu vực neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, quy hoạch và bố trí lại các khu dân cư bị tác động bởi thiên tai, xây dựng các trụ sở của các cơ quan tư pháp. Đánh giá cao những cố gắng của Chính phủ, các cấp các ngành trong triển khai thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016-2020 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo nghị quyết số 100/2015. Trong giai đoạn 2021-2025, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội quyết định, cần rà soát lồng ghép các mục tiêu cần ưu tiên trong chương trình, tránh để chồng chéo, phân tán, thiếu tập trung, không hiệu quả. Quốc hội giao cho Chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cùng với kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Đồng thời, đồng ý chủ trương chuyển mục đích 1.131,22 ha rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, 431,76 ha rừng thực hiện dự án hồ chứa nước sông Tham, tỉnh Ninh Thuận, giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, sớm ổn định đời sống của các hộ dân phải di dời khỏi vùng dự án. Quốc hội đã quyết định ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội đã thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công tác nhân sự của Quốc hội cũng đã được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, thủ tục theo quy định và đạt được sự đồng thuận cao. Về công tác giám sát tối cao, trên cơ sở xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại của nhiệm kỳ 2014, một số nghị quyết của nhiệm kỳ khóa 13, Quốc hội đã tiến hành chất vấn những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, với kết quả là số lượng hỏi và đáp tăng lên đáng kể, tập trung thẳng vào các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả lời thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, không trái nánh, không né tránh, thể hiện trách nhiệm cao. Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, cơ quan cá nhân có thẩm quyền đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, tạo chuyển biến tích cực thật sự trong các lĩnh vực đã được chất vấn và giám sát của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ ngành hữu quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, nhất là phải có giải pháp khắc phục đối với những vấn đề chưa đạt được yêu cầu đặt ra. 2. Qua xem xét báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án,
công tác phòng chống tham nhũng năm 2020, Quốc hội cho rằng công tác của tòa án và viện kiểm sát, công tác phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đã mang lại những kết quả quan trọng, đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cơ quan để triển khai đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo quy định và nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết số 96 của Quốc hội, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ con người, quyền công dân, quyền và các lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập của từng cơ quan, từ đó kiến nghị nhiều giải pháp, biện pháp thiết thực nhằm khả thi, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động này. Về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, với 29 lượt phát biểu tranh luận trong thời gian 18 ngày, các vị đại biểu trong đoàn đại biểu đã tham gia hầu hết các nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, các vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt, các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã trực tiếp phản ánh và đưa ra kiến nghị liên quan đến hiệu quả thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh COVID-19. Các vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo, về lao động, về việc làm trong bối cảnh kinh tế chịu sự ảnh hưởng của đại dịch, về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức xã phường và các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp lần này. Các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã tích cực, chủ động thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và thực hiện việc chất vấn với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về những vấn đề bức xúc mà dư luận và cử tri thành phố cũng như cả nước quan tâm. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung theo hình thức hội nghị mà tiến hành thu thập ý kiến cử tri bằng văn bản thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các kênh thông tin khác. Qua đó, đoàn đã tổng hợp 12 ý kiến kiến nghị cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng của Trung ương và 31 kiến nghị cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng của thành phố. Đến nay, cơ quan chức năng của thành phố đã trả lời 31 trên 31 kiến nghị của cử tri, đạt 100% kết quả. Riêng 12 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành trung ương hiện nay do thời gian theo luật định chưa hết và liên quan đến những vấn đề lớn cần phải có thời gian, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp tục theo dõi đôn đốc để cập nhật để thông báo cho bà con cử tri được biết trong thời gian tới. Trên đây là báo cáo tóm tắt những nội dung những kết quả chủ yếu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trân trọng báo cáo Hội đồng Nhân dân và cử tri toàn thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cử tri và nhân dân thành phố. Được sự phân công của Ủy ban thành phố, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt của Ủy ban thành phố về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phần thứ nhất là kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ nhất là kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện quy định của luật tiếp công dân, luật khiếu nại, tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản chỉ đạo của Đảng, các cơ quan trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê và giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người để có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để xảy ra điểm nóng, tập trung giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phát sinh của công dân thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân và thành lập tổ tiếp công dân phục vụ đại hội
Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị cá nhân đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, vận động, giải thích các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân khiếu nại tố cáo và tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong thời gian diễn ra đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Về công tác tiếp công dân, trong kỳ các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 5.653 lượt với 6.116 người. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban thành phố tiếp dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định với 26 lượt với 41 người. Lãnh đạo Ủy ban thành phố tiếp dân đột xuất tại 5 dự án với 44 hộ dân. Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong kỳ tiếp nhận 224 đơn khiếu nại, 82 đơn tố cáo, trong đó thụ lý giải quyết 88 đơn với 74 khiếu nại và 14 tố cáo thuộc thẩm quyền. Số đơn từ kỳ trước chuyển sang là 18 đơn, trong đó 13 khiếu nại và 5 tố cáo. Kết quả giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền, tổng số là 87 vụ, có 70 vụ thụ lý trong kỳ và 13 vụ kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 66 vụ, cụ thể là thông qua giải thích thuyết phục là 16 vụ, giải quyết bằng quyết định hành chính là 50 quyết định. Trong đó, 1 vụ khiếu nại đúng, 4 vụ khiếu nại đúng một phần, 45 vụ khiếu nại sai và số vụ đang tiếp giải quyết là 24 vụ. Kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền là tổng số 20 vụ, gồm có 16 vụ tố cáo thụ lý trong kỳ và 4 vụ kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 14 vụ, trong đó 12 vụ tố cáo sai, 2 vụ tố cáo đúng một phần, số vụ đang giải quyết là 6. Về các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp kéo dài, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban thành phố về việc tăng cường công tác tiếp công dân, kiểm tra rà soát các trường hợp khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp kéo dài, đông người để có biện pháp giải quyết dứt điểm, các sở ban ngành địa phương đã nghiêm túc thực hiện không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn thành phố có về vụ việc khiếu nại đông người có một số hộ dân khu vực Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Các khiếu nại này đã được Bộ Tài nguyên Môi trường, Thủ tướng Chính phủ có văn bản giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy ban thành phố đã điều chỉnh quy hoạch khu vực Cồn Dầu để tạo điều kiện cho các hộ giải tỏa ở gần khu vực nhà thờ. Đồng thời chỉ đạo tiếp tục giải quyết việc chuyển đổi đất từ khu tái định cư về khu vực gần nhà thờ Cồn Dầu. Tổ chức vận động thuyết phục để các hộ dân tự nguyện thực hiện quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng. Quá trình tổ chức thực hiện đã được đa số các hộ dân tại khu vực đồng tình ủng hộ, chấp hành bàn giao mặt bằng. Một số trường hợp không chấp hành bị xử lý hành chính và khiếu kiện ra Trung ương. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, thời gian qua lãnh đạo Ủy ban thành phố đã tổ chức nhiều đợt tiếp dân tại khu vực Cồn Dầu để vận động thuyết phục chấp hành kết quả giải quyết. Về các trường hợp khiếu nại riêng lẻ phức tạp kéo dài theo kế hoạch 363 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể là có 11 vụ việc. Thực hiện kế hoạch 363 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban thành phố đã chỉ đạo rà soát đối thoại và đến nay đã có thông báo trả lời cho công dân, đồng thời chấm dứt việc xem xét xử lý đơn đối với 11 vụ theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đối với 13 vụ việc do thành phố rà soát và đề xuất phương án giải quyết để Thanh tra Chính phủ giải quyết theo công văn 482 ngày 4 tháng 4 năm 2019, thì các vụ này Ủy ban thành phố đã rà soát và có báo cáo số 120 ngày 10 tháng 5 2019 về kết quả rà soát và đề xuất phương án giải quyết dứt điểm gửi Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian đến, căn cứ kết quả kiểm tra rà soát và ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại công văn 1290 thì Ủy ban thành phố sẽ xem xét trả lời dứt điểm cho công dân được biết. Thứ hai, đánh giá chung trong năm 2020, công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được các cấp chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, được sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể các địa phương, ngành thanh tra thành phố
đã giúp lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn cũng còn một số tồn tại hạn chế, như một số địa phương chưa phát huy hết thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, chậm triển khai sự chỉ đạo của Ủy ban thành phố. Một số trường hợp người khiếu nại tố cáo không phối hợp hợp tác với các cơ quan nhà nước, đặc biệt là công việc đại dịch Covid cũng đã ảnh hưởng lớn đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thứ ba, phương hướng nhiệm vụ công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021. Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021, Ủy ban thành phố, các sở ban ngành, quận huyện tập trung vào một số nội dung chính sau đây. Một là tiếp tục thực hiện tốt quy định của luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, các cơ quan trung ương và các quy định của thành phố về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Hai, chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu cái việc khiếu kiện phức tạp đông người vượt cấp. Thứ ba, thường xuyên kịp thời liên hệ với trụ sở tiếp công dân trung ương về tình hình các công dân khiếu nại tố cáo tại Hà Nội để có phương án tiếp công dân thuyết phục vận động trở về địa phương, đặc biệt là trước và trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thứ tư, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ trong việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố. Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời thường xuyên triển khai các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo cho cán bộ làm công tác này. Phần thứ hai là về kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban thành phố báo cáo kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 15 cụ thể như sau. Thứ nhất, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, Ủy ban thành phố đã tiếp nhận 162 ý kiến kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chuyển đến. Trong đó có 90 kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chuyển đến trước kỳ họp lần thứ 15 và 72 ý kiến chuyển sau kỳ họp lần thứ 15. Hiện nay, tất cả 162 ý kiến kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng thành phố chuyển đến đều được Ủy ban thành phố trả lời tại công văn 7413 ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ủy ban thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị giải quyết dứt điểm 56 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 34,6%, còn lại 106 kiến nghị đang được tiếp tục xử lý, chiếm tỷ lệ 65,4%. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến sau kỳ họp lần thứ 15, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chuyển đến Ủy ban thành phố xem xét giải quyết 1.638 kiến nghị, trong đó 1.361 kiến nghị đã được Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị giải quyết xong và thông tin cụ thể cho cử tri, chiếm tỷ lệ 83,1%, còn lại 277 kiến nghị đang được xem xét tiếp tục giải quyết, chiếm tỷ lệ 16,9%. Nhìn chung, các ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đô thị như vấn đề quy hoạch, khớp nối quy hoạch các dự án để nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thoát nước, nâng cấp hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt, xử lý tình trạng ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường tại các một số khu vực, các vấn đề liên quan đến bãi rác Khánh Sơn, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, v.v. Bên cạnh đó, một số kiến nghị của cử tri phản ánh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, công tác cải cách hành chính, công tác an sinh xã hội. Thứ hai, đánh giá chung, kết quả đạt được. Trong thời gian qua, Ủy ban thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành giải quyết xử lý có hiệu quả những kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến hoàn chỉnh hạ tầng, quản lý đô thị, công tác an sinh xã hội. Đồng thời, Ủy ban thành phố đã tiếp thu, chuyển các sở ban ngành nghiên cứu những đề xuất góp ý của cử tri nhằm đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển thành phố. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn,
thử thách, đặc biệt là sự bùng phát lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ủy ban thành phố đã kịp thời chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Nội dung trả lời đi vào trọng tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Trong quá trình giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc những vấn đề bất cập, vướng mắc kéo dài, đó có sự phối hợp tốt giữa các sở ban ngành, ủy ban các quận huyện. Bên cạnh việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 15, Ủy ban thành phố đã tích cực chỉ đạo rà soát kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước để tiếp tục kiểm tra giải quyết các vấn đề phức tạp chưa thể giải quyết ngay đã được Ủy ban thành phố tiếp thu để nghiên cứu xem xét trong quá trình ban hành chính sách, chủ trương của thành phố. Các sở ban ngành, quận huyện đã nỗ lực tích cực triển khai thực hiện kịp thời tham mưu Ủy ban thành phố giải quyết trả lời những kiến nghị của cử tri. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Ủy ban thành phố đã trả lời tất cả các kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chuyển đến, trong đó các kiến nghị đã được giải quyết điểm chiếm tỷ lệ cao là 83,1%. Bên cạnh các kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm, hiện nay vẫn còn một số nội dung đang được Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm chủ yếu là các vấn đề không thuộc thẩm quyền của thành phố, như di dời ga đường sắt Đà Nẵng, thực hiện dự án lần đại học Đà Nẵng, đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Các nội dung cần nhiều thời gian để kiểm tra giải quyết như điều chỉnh quy hoạch các dự án, thủ tục đầu tư xây dựng các dự án lớn, di dời các khu chung cư xuống cấp, xử lý các vấn đề về môi trường, v.v. Trách nhiệm của một số sở ban ngành quận huyện trong việc giải quyết các kiến nghị cử tri chưa cao, thiếu quyết liệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tuy có chuyển biến tốt hơn so với trước đây nhưng chưa thực sự chặt chẽ và đồng bộ. Việc trả lời kiến nghị của cử tri với một số lĩnh vực còn chung chung, chưa đưa ra các tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, hướng giải quyết những vấn đề được cử tri quan tâm, một số trường hợp trả lời chưa sát với nội dung kiến nghị của cử tri hoặc chưa giải trình cung cấp đầy đủ thông tin. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó là kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó việc xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri được thực hiện trong một thời gian ngắn nên chất lượng giải quyết trả lời còn một số hạn chế nhất định, nhất là đối với những cơ quan đơn vị phải giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri. Một số kiến nghị của cử tri cần có thời gian, nguồn lực, lộ trình để thực hiện, như các kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng, khớp nối quy hoạch treo, dự án treo, các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, v.v. Chính vì thế, việc giải quyết trả lời kiến nghị chưa thể đáp ứng ngay được nguyện vọng và mong mỏi của cử tri thành phố. Một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban thành phố trong việc nghiên cứu giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri. Công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin về giải quyết kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện hiệu quả. Một số kiến nghị đã được giải quyết nhưng người dân chưa được cập nhật thông tin và tiếp tục kiến nghị. Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và báo cáo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đây mời đồng chí Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày báo cáo tóm tắt của Thường trực về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị và đơn thư, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết và kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, kính thưa bà con cử tri. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xin báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân trước và sau kỳ họp thứ 15. Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố và thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cụ thể như sau: một, về việc tiếp nhận kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân và đề ra các nhiệm vụ theo nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận. Báo cáo các vị đại biểu. Về báo cáo chi tiết thì đã được gửi đến các vị đại biểu và phần này thì trong cái báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã nêu báo cáo chi tiết các nội dung liên quan. Tôi xin đi vào nội dung thứ hai, đó là công tác giám sát.
Trên cơ sở ý kiến kiến nghị, cử tri, đơn thư của công dân và các nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận, các ban, các tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện giám sát như sau. Về tổ chức kiểm tra thực tế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cùng các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu đã tổ chức 1.150 cuộc giám sát thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị để giám sát các nội dung được đề ra trong các nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận và tình hình giải quyết các đơn thư, kiến nghị của cử tri. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của các cơ quan có thẩm quyền. Đã tổ chức giám sát chuyên đề và các phiên giải trình. Ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, thì Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân đã tổ chức triển khai hoạt động giám sát chuyên đề trên một số lĩnh vực như công tác lập, tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động đầu tư công trên địa bàn, công tác quy hoạch đầu tư quản lý vận hành các thiết chế văn hóa thể thao. Sau một đợt giám sát, Thường trực các ban Hội đồng nhân dân thành phố đều có báo cáo kiến nghị cụ thể với Hội đồng nhân dân, với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành địa phương có liên quan kiểm tra, giải quyết, khắc phục những tồn tại thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đối với các vấn đề cấp bách được đông đảo cử tri quan tâm, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã lựa chọn đưa vào các phiên họp, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố và thủ trưởng các ngành chức năng giải trình, báo cáo. Đến nay đã tổ chức được 14 phiên giải trình nhằm đôn đốc việc chấp hành nghiêm các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện, các tổ đại biểu trong hoạt động giám sát thông qua việc tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, giao ban hàng quý. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn, đã thường xuyên rà soát đôn đốc việc giải quyết đơn thư công dân, đã chỉ đạo cho các ban của Hội đồng nhân dân thành phố với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để theo dõi, rà soát tiến độ và kết quả giải quyết đơn thư công dân, thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi xử lý đơn thư, rà soát và báo cáo đối với các trường hợp đơn thư quá hạn. Về kết quả giám sát, đến nay đã có 1.361 trên 1.638 kiến nghị cử tri được Ủy ban nhân thành phố giải quyết xong và thông tin giải trình cụ thể cho cử tri. 134 trên 178 nội dung theo nghị quyết, 59 trên 89 nội dung theo cam kết chất vấn, 283 trên 316 nội dung theo các thông báo kết luận đã được giải quyết xong. Tuy nhiên vẫn còn 44 nội dung theo nghị quyết, 30 nội dung theo cam kết chất vấn và 33 nội dung theo các thông báo kết luận đang được xem xét tiếp tục giải quyết. Đối với việc xử lý đơn thư công dân, từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp nhận 385 đơn thư công dân và đã xử lý tại chỗ là 97 đơn, chuyển 273 đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, hiện còn 15 đơn đang trong quá trình tham mưu xử lý. Đối với các đơn được chuyển thì đến nay đã có 256 đơn được giải quyết, còn 17 đơn chưa có kết quả giải quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chỉ đạo các bộ phận phối hợp với các ban Hội đồng nhân dân thành phố định kỳ rà soát đôn đốc, tiến hành đi thực tế, họp giám sát đối với một số đơn, một số vụ việc, qua đó đã góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các ban tổ chức giám sát đối với các đơn thư doanh nghiệp. Qua giám sát hiện nay, các cơ quan đơn vị đã giải quyết được 20 đơn của các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn 13 đơn của các doanh nghiệp đang được tiếp tục giải quyết. Đối với các đơn thư kéo dài, Thường trực Hội đồng nhân dân đã chỉ đạo tham gia rà soát giải quyết đối với vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố theo quyết định số 1849 của Thủ tướng Chính phủ. Và như báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vừa trình bày, thì đến nay cơ bản các vụ việc kéo dài đã được thành phố tập trung giải quyết dứt điểm hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. Đối với các thông tin chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết qua số điện thoại đường dây tiếp nhận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đến nay hầu hết đã được giải quyết và thông báo kết quả cho người dân. Từ những kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư công dân và việc thực hiện các cam kết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân đã kịp thời nắm bắt, tiếp thu các kiến nghị cử tri, kịp thời chuyển đến các cơ quan
chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, nhất là việc chăm lo, hỗ trợ người dân trong tình hình xảy ra dịch bệnh, thiên tai. Tập trung có giám sát trọng điểm đối với các nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận, phương thức giám sát đã được cải tiến, đổi mới, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian vừa qua. Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành đã có nhiều nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời triển khai các nội dung theo nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận, cũng như trong việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri. Trong quá trình giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài đã có sự phối hợp làm tốt hơn đối với các sở ngành, các địa phương. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện tích cực cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân phố, Hội đồng nhân dân thành phố trong việc giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết, cam kết, kết luận cũng như các bức xúc kiến nghị của cử tri. Các ban, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát chương trình kế hoạch đề ra, tăng cường hoạt động giám sát, đồng hành cùng với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực giám sát, kiểm tra thực hiện các kết luận, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, giải quyết các kiến nghị của đơn thư công dân được thường xuyên. Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện đã chủ động phối hợp làm tốt với các tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố tại địa phương trong công tác giám sát thực hiện các nghị quyết, kết luận và định kỳ hàng tháng cũng đã phản ánh kịp thời các nội dung kiến nghị bức xúc của cử tri trên địa bàn đối với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giải quyết trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân các ban Hội đồng nhân dân còn theo nhóm vấn đề. Một số nội dung kiến nghị, đơn thư chưa được đi sâu và giám sát, còn có nhiều vụ việc chưa được theo đuổi đến cùng. Việc đề xuất chủ trương giải quyết những vấn đề khó, những vấn đề phức tạp, tồn đọng chưa được thường xuyên, việc theo dõi, đôn đốc, thực hiện các kết luận. Một số nội dung chưa nhiều lần đưa vào nghị quyết, nhưng chưa thực sự có sự vào cuộc của các ngành chức năng một cách quyết liệt. Mức độ tham gia của các thành viên trong các ban của Hội đồng nhân dân thành phố chưa đồng đều. Công tác phối hợp giữa các ban, các tổ đại biểu với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận huyện trong giám sát có lúc chưa kịp thời, chưa đồng bộ. Công tác đôn đốc giải quyết chỉ đạo các đơn vị giải quyết đơn thư của Ủy ban nhân dân thành phố đối với một số trường hợp còn chậm. Một số cơ quan chức năng chưa thực sự làm hết vai trò của mình trong công tác tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết đơn thư nên dẫn đến một số vụ việc kéo dài lâu gây bức xúc cho nhân dân. Trách nhiệm một số sở ngành địa phương trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri còn thiếu quyết liệt, chưa phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Về đề xuất kiến nghị, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của giải quyết kiến nghị cử tri, công dân và thực hiện tốt các nội dung chương trình giám sát trong thời gian đến, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố cần chú trọng hơn nữa chất lượng ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, nhất là các nghị quyết quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện giải quyết của các cơ quan chức năng, nhất là các vấn đề cử tri bức xúc, các nội dung đã được kéo dài đề cập nhiều lần trong các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các nội dung trong nghị quyết, cam kết chất vấn, thông báo kết luận cũng như các giải kiến nghị cử tri, các trường hợp đơn thư công dân tồn đọng kéo dài. Tăng cường trách nhiệm kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác phối hợp các sở ngành, đặc biệt là có kế hoạch thực hiện các nội dung phương hướng giải quyết đơn thư mà đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vừa trình bày tại báo cáo của mình. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết, cam kết chất vấn, việc giải quyết đơn thư kiến nghị của cử tri nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát của mình, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Kính thưa các vị đại biểu, trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri đơn thư công dân trước và sau kỳ họp thứ 15 và việc thực hiện các kết luận thông báo từ đầu nhiệm kỳ. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, kỳ họp lần thứ 16 của chúng ta rất vui mừng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy đến tham dự. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến.
Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và các vị khách quý cùng toàn thể cử tri của thành phố. Trong không khí toàn thành phố đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 16. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra trong thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và sau một thời gian dài, thành phố chúng ta chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh và bão lũ đã tác động rất lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta đã đặt ra từ đầu năm. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt được thấp hơn so với kế hoạch và sụt giảm mạnh, nhất là trong khu vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp. Và lần đầu tiên, sau hơn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, kinh tế của thành phố chúng ta tăng trưởng âm và kéo giảm tăng trưởng của cả nhiệm kỳ 2020-2025 xuống. Khó khăn này thực sự là phép thử lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, hội đồng nhân dân và chính quyền các cấp của thành phố, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong cơ cấu của nền kinh tế, sự chưa bền vững trong quá trình phát triển. Qua đó, giúp cho thành phố có quyết tâm để đề ra các định hướng, giải pháp mang tính bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tranh thủ sự chỉ đạo hỗ trợ của Trung ương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng lòng, hỗ trợ của doanh nghiệp và người dân. Với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ, nhờ đó đã góp phần giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định được tình hình, tạo cơ sở quan trọng để khôi phục phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Một số ngành, lĩnh vực duy trì được tương đối hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Chủ trương năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư đạt được kết quả khá tích cực với số vốn như các đồng chí đã nghe trong báo cáo là tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách tuy gặp khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội. Một số dự án công trình trọng điểm được tập trung tháo gỡ khó khăn về trình tự thủ tục và nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Mặc dù còn nhiều cái hạn chế như trong báo cáo của Hội đồng nhân dân đã nêu, tuy nhiên là so với số vốn giải ngân cùng kỳ thì chúng ta đạt được gấp đôi. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đời sống nhân dân được chăm lo đảm bảo tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng yêu cầu và tiến độ theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Thành phố đã phối hợp với các cơ quan trung ương trình Quốc hội ban hành nghị quyết số 119 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đang tích cực phối hợp để tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh ban hành một số quy định, đề án, cơ chế chính sách quan trọng để tạo đột phá cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi đánh giá cao sự đồng hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố như trong nội dung các báo cáo đã nêu. Góp phần quan trọng cùng thành phố vượt qua khó khăn, thử thách,
ổn định tình hình, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch, trong mưa lũ. Tôi cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cử tri và nhân dân thành phố trong việc vừa phòng chống tốt kiểm soát dịch bệnh, vừa phòng chống mưa bão, vừa nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, giữ gìn an ninh trật tự và từng bước khôi phục được kinh tế xã hội của thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa cử tri toàn thành phố, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và đại hội lần thứ 13 của Đảng, với nhiều công việc lớn và nhiều khó khăn thách thức trước mắt. Đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện quyết liệt các giải pháp trong xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế của thành phố. Đây sẽ là những cơ sở, những bước đà quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2020-2025 để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 2 Đảng bộ thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu và thưa cử tri, vừa qua thì Hội nghị Thành ủy lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bàn xác định cái mục tiêu tăng trưởng của chúng ta cố gắng phấn đấu trên 6%. Và nếu mục tiêu này đạt được thì chúng ta cũng chỉ phát triển bằng năm 2018. Như vậy là chúng ta tụt giảm khoảng 3 năm. Đây là một trong những cái khó khăn rất là lớn, nhưng mà cũng là một cái mốc mà chúng ta cần phải có cái sự phấn đấu với cái sự quyết tâm rất cao thì chúng ta mới đạt được. Bởi vì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thấy những khó khăn thách thức để chúng ta đặt ra các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nó sát với thực tế. Để đảm bảo được yêu cầu trên, tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp căn cơ để triển khai thực hiện hiệu quả một số vấn đề như sau. Các cái nội dung định hướng và trong cái nội dung chương trình kỳ họp tôi rất là thống nhất. Tuy nhiên tôi đề nghị tập trung vào 3 vấn đề lớn như sau. Thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung phân tích kỹ, đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của các hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và giai đoạn 21-26. Đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, chúng ta cần có những cái giải pháp một cách quyết liệt và cụ thể hơn trong việc khôi phục phát triển kinh tế. Theo đó, trong năm 2021, thành phố cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và ban hành các cơ chế chính sách để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút mạnh sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, quyết liệt triển khai việc giải ngân vốn đầu tư công. Đây là giải pháp quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn khi đầu tư xã hội bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh và mưa lũ. Cần cương quyết áp dụng những giải pháp để sớm chấm dứt những nguyên nhân chủ quan gây ra những bất cập trong các lĩnh vực mà tôi nêu ở trên. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý về các dự án đất đai tồn đọng kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo nên nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn là khắc phục tình trạng để lãng phí nguồn lực của nhà nước, xã hội và doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tạo ra những động lực mới, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu hội đồng và cử tri toàn thành phố, trong năm vừa qua thì cái khó khăn lớn của chúng ta trong phát triển kinh tế nó kéo theo những cái khó khăn trong cái việc thu ngân sách. Tuy nhiên, trong thu ngân sách thì cũng có một cái điểm sáng mà chúng ta cũng cần phải rút ra. Đó là chúng ta cái thu từ đất là chúng ta vượt 36%, mà hoàn toàn là chúng ta không phải là đấu giá những cái khu đất mới, mà đây hoàn toàn là do chúng ta tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc để tạo ra các cái cơ chế để cho các nhà đầu tư cũ người ta nộp cái tiền sử dụng đất vào. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái giải pháp mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần suy nghĩ, quan tâm để xây dựng các cái cơ chế chính sách để tạo ra một cái sự thúc đẩy mới trong cái hoạt động này. Thứ hai, cần tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và các cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố gắn với thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, khẩn trương ban hành các quy định để triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 119 của Quốc hội, nhất là trên lĩnh vực quy hoạch, tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố, việc tạo nguồn cải cách tiền lương và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư, danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố, việc sử dụng các khoản thu tăng thêm để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thành phố, phấn đấu để hoàn thành các cái quy định này trong năm 2021. Kính thưa các quý vị, như các quý vị đã biết, thì Nghị quyết 119 của Quốc hội đã quy định cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định rất nhiều những vấn đề quan trọng. Và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân thành phố là phải ban hành các cái quy định, các cái cơ chế chính sách. Thì đây là một trong cái đòi hỏi mà tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố chúng ta cần quan tâm ngay từ nhiệm kỳ này, chứ không phải chờ đến cái nhiệm kỳ mới. Thứ ba, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội về lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 15 và bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả của Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố sau khi tái lập theo kết luận của Bộ Chính trị, và đặc biệt là vai trò của Hội đồng Nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, vai trò trách nhiệm của các đại biểu, các tổ đại biểu khi chúng ta không có Hội đồng Nhân dân cấp quận phường. Đây là một cái trách nhiệm, một cái yêu cầu rất lớn, đòi hỏi năng lực, trình độ của các vị đại biểu. Và tôi mong rằng là các vị đại biểu sẽ làm tốt được chức trách nhiệm vụ này. Kính thưa các quý vị đại biểu và thưa cử tri toàn thành phố, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch, một Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố và một số Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban thành phố. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng với tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết và kinh nghiệm công tác của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục có những ý kiến quý báu đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố được kiện toàn tại kỳ họp này sẽ có tín nhiệm cao của các vị Hội đồng Nhân dân thành phố, của cử tri và nhân dân thành phố. Từ đó, các đồng chí sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất và đặc biệt là luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố. Bản lĩnh, quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, luôn đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu trong thực thi nhiệm vụ, để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng đạt được các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã đề ra. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, để đạt được những mục tiêu kế hoạch nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách, các giải pháp thực sự đột phá nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thách thức hiện nay để sớm khôi phục phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến ban hành trong kỳ họp này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cân nhắc đến tính khả thi, phát huy vai trò trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các công trình trọng điểm mang tính động lực góp phần vào tăng trưởng của thành phố trong thời gian tới. Qua nghiên cứu báo cáo và tôi đánh giá cao báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và đặc biệt là các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của mặt trận cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tập hợp, đoàn kết,
tạo đồng thuận và đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương của Trung ương và thành phố, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, nhất là đối với các chính sách tác động đến đời sống nhân dân cũng như là các công trình dự án trọng điểm mà nhân dân quan tâm mà tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Và qua ý kiến kiến nghị phản ánh cử tri và qua ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, tôi đề nghị Ủy ban thành phố và các ngành phải thực hiện cách nghiêm túc, có hiệu quả các cái ý kiến kiến nghị của cử tri để đảm bảo thực hiện được các cái giải quyết được những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Một lần nữa thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu và cử tri nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc cho kỳ họp lần thứ 16 của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, xin thay mặt cho Hội đồng nhân dân thành phố bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với đồng chí Bí thư Thành ủy, và chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí, của đồng chí Bí thư, trong đó sẽ tập trung thảo luận và đi sâu vào ba cái nhóm vấn đề mà đồng chí Bí thư đã gợi ý và cũng sẽ đưa vào nghị quyết của kỳ họp và tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần nghiêm túc và hiệu quả. Rất mong đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục theo dõi chỉ đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian đến. Xin chúc đồng chí Bí thư mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư. Xin mời các vị đại biểu chúng ta nghỉ giải lao. Những
cho lúa đơm bông
cá tôm đầy màng cho ăn với nàng. Giấc mơ đào nhỏ quê hương chiều nay sông hát những lời tình yêu. Miền vắng hát muôn tuổi xuân rừng hơn, gió vẫn reo muôn khúc nhạc rừng xanh. Biển bạc núi ta suốt một đời cằn trăn, rừng vàng chờ che muôn tuổi vắng xa.
lại người ơi, không lo sầu, buồn thu thôi sợ hãi. Trả lại màu xanh cho lúa xanh trên đầu, trả lại màu xanh cho bát ngát rừng cây, trả lại tiếng ca trên đất mẹ ngàn năm, trả lại cô trình. Xin mời đồng chí Trần Trí Cường, Thành ủy viên thường trực, trưởng ban kinh tế ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra của ban kinh tế ngân sách thành phố. Xin mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, thực hiện sự phân công của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban kinh tế ngân sách đã tổ chức thẩm tra những nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách tại báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố. Báo cáo thẩm tra chi tiết đã được gửi đến quý vị đại biểu. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, Ban kinh tế ngân sách báo cáo tóm tắt ý kiến thẩm tra như sau. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, Ban kinh tế ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, năm 2020 được xác định là năm cuối cùng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đây là một năm đầy khó khăn, thách thức bởi vì ngay từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 đã diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương chịu tác động nặng nề trong cả hai đợt dịch bùng phát, cùng với tác động của thiên tai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố. Hầu hết các ngành lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều gặp khó khăn, trong đó lĩnh vực du lịch gần như bị đình trệ,
Dự kiến đến cuối năm có 8 trên 11 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. GDP thành phố tăng trưởng âm 9,77%. Số doanh nghiệp giải thể dừng hoạt động lớn. Tổng số vốn đầu tư phát triển giảm 11,2%. Thu ngân sách đạt 70,3% dự toán. Trước những khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ nhiệt tình của Trung ương và các địa phương, Đà Nẵng đã nhanh chóng khống chế, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, từng bước đưa các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở về quỹ đạo và đạt được một số mặt tích cực. Doanh thu của một số ngành, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đạt tăng trưởng khá. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh triển khai trên nhiều lĩnh vực, hoạt động sản xuất, thủy sản, nông lâm tương đối ổn định, thu hút đầu tư trong nước đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1 dự án và quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 16.373 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Và 14 dự án trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư là 2.185,5 tỷ đồng, gấp 2,6 lần số vốn so với cùng kỳ. Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 78 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 128,2 triệu đô la. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã quyết liệt chỉ đạo tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, các kết luận thanh tra, đất đai, đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, xác định giá đất của các dự án, v.v. Trên cơ sở đó đã tháo gỡ một phần các vướng mắc, giúp các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng để tái khởi động dự án, góp phần khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố. Ban Kinh tế Ngân sách đồng tình với những đánh giá về những tồn tại hạn chế đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ ra trong báo cáo. Đồng thời, Ban bổ sung một số vấn đề nổi lên cần tập trung giải quyết như sau. Cùng với các chính sách của Trung ương, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, song hiệu quả thực thi chưa cao. Một số chính sách ban hành nhiều năm nhưng chưa có doanh nghiệp thụ hưởng. Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn để doanh nghiệp tiếp cận chính sách chưa rộng rãi. Các chính sách nằm rải rác, manh mún ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Các hồ sơ thủ tục thực hiện còn rườm rà, phức tạp. Nhiều ý kiến cho rằng điều này phần nào làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp đối với các cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố được ban hành, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Vấn đề quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp được xem như động lực quan trọng, chủ động từ phía chính quyền để kích thích, góp phần tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, qua một năm với nhiều nỗ lực, kết quả mang lại tuy có chuyển biến tốt hơn nhưng chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn thấp, công tác giải tỏa đền bù ở một số địa phương vẫn chưa có sự quyết liệt. Một số dự án phải hoàn trả vốn về Trung ương vì lý do triển khai thực hiện chậm, giải ngân không đảm bảo quy định. Nhiều dự án xây dựng cơ bản hoàn thành nhiều năm nhưng chưa chậm quyết toán bàn giao. Việc lập kế hoạch xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa chặt chẽ. Công tác đầu tư còn mang tính dàn trải, chưa sát thực tiễn dẫn đến bổ sung dự án, điều chỉnh mức vốn đầu nhiều lần, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản qua các năm còn lớn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh và có khả năng thích ứng với những tác động ngoại cảnh đang phát sinh vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, quyết liệt, chưa gắn liền với kế hoạch vốn ngân sách, cũng như huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện. Cơ cấu các ngành dịch vụ chưa phù hợp, quy mô ngành công nghiệp nhỏ, chậm có bước phát triển đột phá và nguy cơ tụt lại so với cả nước. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chưa mạnh, các dự án lớn về logistics chưa được triển khai. Thủ tục xúc tiến kêu gọi đầu tư các khu cụm công nghiệp mới còn chậm. Các dự án đầu tư về công nghệ thông tin vẫn còn trong giai đoạn xúc tiến. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều hạn chế bất cập. Công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Nẵng điểm đến an toàn sau dịch bệnh được kiểm soát vẫn còn chậm. Thứ hai, về phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với các mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ giải pháp năm 2021 trên lĩnh vực kinh tế ngân sách do Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Ban cho rằng việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm đầu của thời kỳ kế hoạch 5 năm là tiền đề quan trọng để hướng đến mục tiêu thắng lợi, mục tiêu kế hoạch của cả giai đoạn. Trong bối cảnh tình hình kinh tế sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả của hậu Covid-19. Tuy nhiên, quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và việc Việt Nam tham gia một loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là những xúc tác quan trọng thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn biến nhanh, sâu rộng, vừa là thời cơ vừa là áp lực lớn mà thành phố phải tận dụng, nắm bắt và vượt qua khó khăn để phát triển bền vững. Vì vậy, ban có một số ý kiến về chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Thống nhất với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 tăng 6%, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn dự toán thu năm 2021 bằng 100% so với ước thực hiện năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, điều chỉnh và trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Xem việc chống dịch hiệu quả trong bối cảnh mới là nền tảng, là giải pháp căn cơ để kinh tế thành phố phát triển ổn định, bền vững, đẩy mạnh tái cơ cấu hiệu quả các ngành kinh tế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, tạo hành lang pháp lý an toàn, tăng cường thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao và nền kinh tế số. Rà soát, đánh giá, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, tích hợp sâu chuỗi đầu mối, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do thành phố ban hành, tiến hành khảo sát giá thị trường, đề xuất bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư và hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực mang tính lan tỏa, tác động đến phát triển kinh tế. Nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại hạn chế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2017-2019, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán. Yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác giải tỏa đền bù, nâng cao chất lượng thẩm định dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công. Tiếp tục xử lý các bất cập, rút ngắn thời gian liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư. Có phương án tập trung xử lý dứt điểm các việc thanh toán quyết toán các dự án đã đầu tư, hoàn thành nhiều năm, bàn giao đưa vào sự quản lý. Khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 3 khu công nghiệp mới Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Ninh, Hòa Nhơn theo hướng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, sinh thái, hoàn thành và sớm đưa cụm công nghiệp Cẩm Lệ đi vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù và đầu tư 3 cụm công nghiệp còn lại là Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam và Hòa Hiệp Bắc, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín, kinh nghiệm theo hướng đồng bộ, hiện đại và thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù đối với khu công nghệ cao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã trao thông báo các nghiên cứu đầu tư tại tọa đàm mùa xuân năm 2019. Chú trọng hơn công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tạo sự an tâm cho du khách quay lại Đà Nẵng, thực hiện có hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch nội địa, nhất là trong dịp lễ Tết và năm mới Tân Sửu 2021. Nghiên cứu tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao, khởi động lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2021 để thu hút khách. Sớm hình thành sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch Vịnh Đà Nẵng, sản phẩm du lịch đường sông, nhanh chóng đưa vào khai thác các tuyến du lịch đêm gắn liền với điểm vui chơi giải trí về đêm. Nghiên cứu hỗ trợ khuyến khích các một số cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí ban đêm được thí điểm kéo dài thời gian phục vụ khách. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, kêu gọi và có chính sách ưu đãi cho một số nhà đầu tư lớn có thể triển khai dự án trong giai đoạn khó khăn, nhất là tập trung các dự án có thể tạo cú hích thu hút khách du lịch. Tập trung xúc tiến nhanh các dự án, đặc biệt là điều kiện về đất đai để sớm triển khai các dự án về công nghệ thông tin, khu đô thị sáng tạo Hòa Xuân, khu Đà Nẵng Bay, dự án Viettel, đẩy nhanh thực hiện dự án khu công nghệ viên phần mềm số 2, tập trung kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung tại Hòa Liên, triển khai đồng bộ có hiệu quả đề án thành phố thông minh, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, xem đây là đột phá trong xây dựng chính quyền tiên phong, áp dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tích cực phối hợp với các ban bộ ngành trung ương chủ động trình chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai nghị quyết 119, đề xuất các cơ chế đặc thù để đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, thực hiện tốt việc phân cấp phân quyền phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền đô thị, thực hiện tốt việc lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, thực hiện công tác tiết kiệm trong việc quản lý thu chi điều hành ngân sách, tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách, hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt, hạn chế tình trạng dự toán chi thường xuyên lớn nhưng không thực hiện được dẫn đến hủy dự toán, tiếp thu và khắc phục các tồn tại hạn chế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong công tác quản lý điều hành ngân sách, tiếp tục tập trung xử lý các bất cập trong công tác quản lý
đất đai, lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất do thành phố quản lý phục vụ kêu gọi thu hút đầu tư, đề xuất danh mục và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Kiến nghị sớm giải quyết, thực hiện dứt điểm các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thi hành bản án liên quan sai phạm đến sai phạm về đất đai trên địa bàn thành phố. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 5 năm giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, thống nhất các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10% một năm, GDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 đô la, cơ cấu kinh tế đến năm 2025 đó là dịch vụ 63-65%, công nghiệp xây dựng 23-25%, nông nghiệp 1-2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 1-12%, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10% một năm. Với tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ước đạt 53-60.000 tỷ đồng, chiếm 20-22%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7-10% một năm, thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban nhân dân thành phố trình. Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đồng chí trưởng ban Kinh tế Ngân sách. Xin mời đồng chí Nguyễn Thành Tín, thành ủy viên thường trực trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra của ban đô thị. Xin mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị đại biểu. Căn cứ các quy định của pháp luật, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, qua kết quả hoạt động giám sát và sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Đô thị xin trình bày báo cáo thẩm tra vắn tắt như sau. Một, về đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban Đô thị cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại trình tại kỳ họp. Trong năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc, tình hình dịch bệnh COVID-19 và thời tiết mưa bão diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, Ủy ban thành phố đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện khá nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một số điểm nổi bật đã thực hiện như sau. Một, thành phố đã hoàn thành việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 30, tầm nhìn đến năm 2045, được Bộ ngành Trung ương thẩm định, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công tác thiết kế đô thị kết hợp rà soát các dự án ven biển, ven sông, xử lý bất cập đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khởi động lại dự án. Trật tự xây dựng được chấn chỉnh, hạn chế được xây dựng không phép, sai phép trên nhiều khu vực. Thành phố đã đầu tư nhiều công trình xử lý nước thải và thoát nước trọng điểm. Các dự án này ban đầu đã phát huy hiệu quả và hạn chế đáng kể tình trạng ngập úng cục bộ. Đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường đã được đánh giá và tổ chức lập với các tiêu chí mới phù hợp trong giai đoạn sắp đến. Hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được củng cố, kiện toàn, kết hợp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai được tập trung đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra đất đai được tăng cường, đặc biệt là xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, được thực hiện một cách quyết liệt. Các tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực đất đai dần được tháo gỡ, giải quyết. Thành phố triển khai một số giải pháp về giao thông có hiệu quả. Việc di dời các tuyến xe buýt liền kề ra ngoài trung tâm thành phố chấm dứt tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường cho khu vực trung tâm. Trong năm đã khởi công đầu tư nhiều công trình giao thông quan trọng, phối hợp trung ương đã triển khai thủ tục đầu tư quy hoạch đối với các công trình giao thông đầu mối. Bên cạnh đó, một số hạn chế được nêu trong báo cáo của Ủy ban thành phố,
Thông qua hoạt động giám sát, Ban đô thị nhận thấy công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị trong năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và cần có giải pháp khắc phục trong thời gian đến, cụ thể như sau. Về quy hoạch quản lý hoạt động xây dựng, đến nay đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 30, tầm nhìn đến năm 45 vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm ảnh hưởng lớn cho việc lập các kế hoạch của nhiều lĩnh vực và công tác thu hút đầu tư cho thành phố. Việc lập thiết kế đô thị tại khu vực ven biển triển khai còn chậm, công tác quản lý không gian đô thị chưa theo kịp thực tiễn nhu cầu và phát triển đô thị. Một số khu vực đã có biểu hiện quá tải về hạ tầng. Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 30 triển khai còn chậm, còn nhiều bất cập trong việc quy hoạch địa điểm và chọn lựa nhà đầu tư để triển khai thực hiện. Cải cách thủ tục hành chính đang được triển khai trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng vẫn còn chậm và chưa có sự phối hợp tốt giữa các sở ban ngành, quận huyện để đảm bảo tính đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp và người dân. Công tác rà soát quy hoạch đã được triển khai nhưng còn chậm, chưa đảm bảo theo thời gian, theo quy định của pháp luật, dẫn đến việc nhiều dự án chậm triển khai, trở thành dự án treo nhưng chưa được rà soát và xử lý kịp thời, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án. Việc xử lý các dự án còn dở dang hạ tầng, khối lượng tuy còn lại không nhiều nhưng chưa dứt điểm, nhiều dự án chậm bàn giao cho địa phương quản lý để duy tu bảo dưỡng định kỳ, làm giảm hiệu quả đầu tư, công trình xuống cấp gây bức xúc cho người dân. Công tác di dời các hộ dân tại các khu chung cư, tập thể xuống cấp vẫn còn lúng túng, bất cập. Việc quy hoạch chăm sóc các tỉa cây xanh đô thị còn nhiều hạn chế, chủng loại cây chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng nên chưa đủ khả năng chống chịu với thiên tai, chưa tạo được nét đặc thù riêng cho cây xanh của đô thị Đà Nẵng. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, tình trạng nuôi cá lồng bè tự phát trên các sông, vịnh vẫn đang tiếp tục gia tăng, thiếu kiểm soát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động thủy nội địa, nhất là tuyến du lịch đường sông, gây nhiều hệ lụy về môi trường, mất an toàn trong mùa mưa bão. Nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường đã được quan tâm xử lý nhưng chưa triệt để, vẫn còn tiềm ẩn gây bức xúc cho cử tri, như khu vực Âu Thuyền Thọ Quang và một số khu vực như bãi rác Kinh Sơn hay là trung tâm giết mổ gia súc gia cầm. Tiến độ đầu tư xây dựng một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn còn chậm, nhất là việc đầu tư khu liên hiệp xử lý chất thải rắn 1.000 tấn còn chậm trễ so với yêu cầu. Trong khi đó, năng lực sức chứa của các hộc rác lấp hiện nay đã quá tải, có nguy cơ mất an ninh trong việc xử lý rác tại thành phố. Tình trạng nước nhiễm mặn vẫn xảy ra, có năm độ mặn rất nghiêm trọng, đã tác động lớn đến an ninh nguồn nước, nước cấp cho thành phố nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu. Việc xả thải tại các nhà hàng khách sạn ven biển đã được kiểm soát, cơ bản khắc phục được tình trạng xả thải tràn ra ra biển. Tuy nhiên đến nay chưa xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý, giám sát tình trạng xả thải của các cơ sở dịch vụ kinh doanh này. Nhiều dự án thu gom xử lý nước thải quy mô lớn đang trong giai đoạn thi công nhưng còn dàn trải, biện pháp thi công còn thiếu khoa học, đã tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Nhiều dự án đến nay chưa hoàn thành. Về lĩnh vực giao thông, thời gian qua, thành phố đã triển khai tích cực nhiều giải pháp về vận tải hành khách công cộng, cải thiện nâng cấp hạ tầng, tổ chức giao thông, nhất là khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trước sức ép của việc gia tăng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố với tốc độ cao, xin báo cáo là đến nay là chúng ta có trên 94.000 xe ô tô và hơn 1 triệu xe mô tô. Tình trạng đổ đầu xe thì cũng đã diễn ra trên khắp các tuyến đường, đã làm suy giảm đáng kể khả năng và năng lực lưu thông, gây áp tắc cục bộ tại một số khu vực. Trong khi đó, tiến độ đầu tư xây dựng các bãi đổ xe từ nguồn vốn xây dựng cơ bản còn chậm so với yêu cầu, chưa xúc tiến triển khai các giải pháp để thu hút các nguồn lực khác ngoài ngân sách để đầu tư vào cái lĩnh vực bãi đổ xe công cộng. Hệ thống xe buýt được trợ giá
và trang bị khá tốt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như lộ trình chưa phù hợp, thời điểm vận hành xúc bén chưa thích ứng với nhu cầu sử dụng, do vậy hiệu quả chưa cao, lượt người tham gia còn rất thấp. Ngành giao thông chưa có đề xuất thêm các giải pháp vận tải công cộng khác để hoàn thiện hơn cho hệ thống giao thông công cộng thành phố. Việc thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hai tuyến đường Bạch Đằng và đường Trần Phú theo nghị quyết 125 của Hội đồng Nhân dân đến nay đã tròn 3 năm, nhưng các giải pháp về thu phí trên thực tiễn vẫn còn nhiều tồn tại, cần sớm được khắc phục để làm cơ sở đề xuất mở rộng thu phí trên các tuyến đường đã đủ điều kiện theo quy định. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban đô thị cơ bản tán thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực đô thị như báo cáo Ủy ban thành phố đã đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban thành phố quan tâm tập trung một số nội dung sau. Một, đề nghị Ủy ban thành phố khẩn trương phối hợp với bộ ngành trung ương sớm để được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung làm cơ sở để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý việc lập quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, chương trình phát triển đô thị, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và trật tự xây dựng. Thứ hai, triển khai có hiệu quả nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, trong đó cần rà soát và cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực đô thị theo hướng tinh gọn về thủ tục, phân cấp mạnh mẽ về đầu việc. Thứ ba, tập trung việc rà soát, xử lý đối với các đồ án quy hoạch, chấm dứt tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, tăng cường vai trò trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các quận huyện trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, công tác triển khai quy hoạch, giải tỏa đền bù đối với các dự án quy hoạch trên địa bàn. Thứ tư, rà soát chương trình phát triển nhà ở thành phố để điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khả thi cho giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho diện gia đình chính sách. Thứ năm, tập trung nguồn lực xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, trong đó cần đẩy nhanh công tác xây dựng nhà máy xử lý rác thải và công trình liên quan tại Khánh Sơn, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Thứ sáu, triển khai các giải pháp về giao thông, trong đó cần đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng, kết hợp hạn chế phương tiện cá nhân nhằm cải thiện tình hình đậu đỗ xe trên các tuyến đường giao thông hiện nay. Thứ bảy, triển khai và phát triển có hiệu quả mạng lưới giao thông thủy nội địa. Theo đó, cần có quan điểm chủ trương mạnh mẽ nhằm chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ, sông Cổ Cò, Vịnh Măng Quang nhằm đảm bảo môi trường nước và ưu tiên phát triển du lịch đường sông theo quy hoạch. Phần thứ ba là về báo cáo các tờ trình của Ủy ban thành phố. Qua xem xét, Ban đô thị thống nhất với các báo cáo tờ trình sau đây của Ủy ban thành phố trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực đô thị. Thứ nhất là báo cáo số 316 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về sơ kết việc triển khai thực hiện đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố theo nghị quyết 102 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thứ hai, báo cáo số 324 ngày 19 tháng 11 năm 2020 về sơ kết kết quả thực hiện nghị quyết 129 về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thứ ba, báo cáo 309 ngày 6 tháng 11 năm 2020 về tình hình triển khai các dự án, nhiệm vụ tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Thứ tư, báo cáo 317 ngày 13 tháng 11 năm 2020 về kế hoạch triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ năm, báo cáo 303 ngày 2 tháng 11 năm 2020 về việc triển khai thực hiện nghị quyết 205 ngày 19 tháng 12 năm 2018 về quy hoạch khoáng sản. Thứ sáu,
tờ trình số 7678 ngày 20 tháng 11 năm 2020 về đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện nội dung trên, đề nghị Ủy ban thành phố và các sở ngành lưu ý một số nội dung Ban đô thị đã thẩm tra và lưu ý tại báo cáo. Xin kính thưa hội nghị, trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban đô thị kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn đồng chí trưởng Ban đô thị. Xin mời đồng chí Cao Thị Huyền Trân, thành ủy viên thường trực, trưởng Ban Văn hóa Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội. Xin mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu. Thay mặt Ban Văn hóa Xã hội, tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra như sau. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cùng những ảnh hưởng của thiên tai đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội. Lần đầu tiên, kinh tế thành phố tăng trưởng âm hơn 9%, thu ngân sách đạt khoảng 70%. Nhiều nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh đó, thành phố đã quyết tâm đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thành phố ưu tiên tập trung nguồn lực để duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Những kết quả này đã được thể hiện rõ trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ban Văn hóa Xã hội thống nhất với báo cáo, đồng thời nhấn mạnh và làm rõ thêm một số vấn đề như sau. Về những kết quả đạt được, với tác động rất lớn của hai đợt dịch COVID-19, nhất là đợt dịch thứ hai bùng phát từ cuối tháng 7 năm 2020, thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó kịp thời, tập trung huy động tất cả các nguồn lực để phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, chủ động xây dựng, chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống diễn biến của dịch. Đặc biệt, thành phố đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và các địa phương bạn, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của người dân và cộng đồng xã hội, góp phần to lớn vào thành công trong công tác phòng chống dịch. Ngành y tế có nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt, vừa đảm bảo công tác dịch, vừa duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh cho người dân. Cơ sở vật chất, các bệnh viện tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, mở rộng. Nhiều thiết bị y tế hiện đại được trang bị góp phần tăng cường năng lực và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh. Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong tình hình kinh tế khó khăn, nhưng thành phố vẫn ưu tiên nguồn lực để duy trì và thực hiện tốt các chính sách, nhất là chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo. Đã chủ động kịp thời sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí thực hiện hai đợt gần 250 tỷ đồng cho gần 300.000 lượt người dân. Đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình thành phố 5-0, 3-có, 4-an để điều chỉnh và đưa ra những định hướng giải pháp trong thời gian tới. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động linh hoạt có nhiều giải pháp kịp thời ứng phó trong tình hình dịch bệnh COVID để duy trì ổn định việc dạy và học, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, triển khai đồng bộ công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học 2019-2020. Hệ thống các công trình thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác quy hoạch đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố. Nhanh chóng khởi động lại các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân và du khách trong nước ngay sau khi tình hình được kiểm soát. Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Về những khó khăn hạn chế, sự tác động của dịch COVID-19 cùng với thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nói chung và lĩnh vực văn hóa xã hội nói riêng. Ban Văn hóa Xã hội thống nhất với những nhận định đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề. Do tác động của dịch COVID-19, đời sống người dân thành phố, nhất là những đối tượng yếu thế gặp khó khăn, số lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương tăng cao. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, có 90,6% doanh nghiệp và hơn 191.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó có hơn 21.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động,
hơn 70.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và hơn 99.000 lao động việc làm không có dấu kết hợp đồng mất việc làm. Các thành phần kinh tế tạo việc làm tăng thêm cho 16.800 lao động, đạt tỷ lệ 2,9%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tình hình sản xuất, kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục khó khăn. Do đó, vấn đề hỗ trợ giải quyết việc làm và hỗ trợ đời sống người dân cần được chú trọng trong thời gian tới. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025. Đây là đề án quan trọng với mục tiêu hướng tới là phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ, sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm, thiếu lao động thuộc các ngành dịch vụ. Thành phố đã đề ra các định hướng mục tiêu rõ ràng cụ thể đến năm 2020 và 2025 tại đề án. Tuy nhiên, đến nay chưa rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra để định đưa ra những định hướng trong thời gian tới. Trong khi đó, thành phố có 70 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tổng quy mô tuyển sinh đào tạo hơn 57.000 học sinh, sinh viên. Nhưng trong năm 2020, chỉ mới tuyển gần 26.000 học sinh, sinh viên, đạt 47,6%. Trong thời gian qua, vấn đề về sách giáo khoa lớp 1 được dư luận cả nước quan tâm, chỉ ra những bất cập sai sót trong quá trình biên soạn sách, nhất là bộ sách Cánh Diều. Vấn đề sách giáo khoa lớp 1 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận tại kỳ họp giữa năm, với kiến nghị thành phố lựa chọn một bộ sách giáo khoa để áp dụng trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 13 trên 101 trường lựa chọn bộ sách Cánh Diều. Cử tri thành phố hiện đang rất quan tâm và lo lắng về vấn đề này. Luật Giáo dục 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, trong đó có rất nhiều điểm mới liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương, của ngành giáo dục, đặc biệt là về việc lựa chọn sách giáo khoa. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm chủ động có phương án lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022 trên cơ sở đảm bảo quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Trong giai đoạn hiện nay, việc khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư vào y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường là rất cần thiết nhằm giảm gánh nặng từ ngân sách, đa dạng hóa các loại hình phục vụ người dân. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định 06 về danh mục lĩnh vực địa bàn và chính sách xã hội hóa giai đoạn 2020-2022 thay thế cho quyết định số 11 trước đây. Tuy nhiên, thành phố không tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm tiền thuê đất như trước. Tất cả các chính sách khác đều thực hiện theo quy định chung của Trung ương. Thành phố không có chính sách đặc thù để kêu gọi đầu tư, chưa có danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa, dẫn đến chưa đạt hiệu quả mục tiêu khuyến khích xã hội hóa như đề ra. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Năm 2021 là năm bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố, năm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ban Văn hóa thống nhất với dự thảo về nhiệm vụ năm 2021, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm một số vấn đề như sau. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và thành phố về phòng chống dịch COVID-19, chủ động sẵn sàng các phương án kịch bản ứng phó với dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến điều trị, đặc biệt cần quan tâm đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đến nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến quận huyện. Tập trung phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao hiện đại tại các tuyến thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm quá tải bệnh viện, đề án đơn vị vệ tinh tại các trung tâm y tế, đảm bảo tiến độ triển khai các công trình y tế trọng điểm, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư và ưu tiên nguồn lực để xem xét quyết định chủ trương đối với một số dự án y tế quan trọng như dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2 ở Hồ Quý, trung tâm tầm soát ung thư thuộc bệnh viện Ung bướu. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhất là tăng cường quản lý đối với các dịch vụ y tế tư nhân về giá thuốc, cung ứng thuốc và vấn đề xã hội hóa đầu tư thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thứ hai, đề nghị thực hiện có hiệu quả đề án dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động, đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, có những giải pháp hữu hiệu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo nghề với nhu cầu của xã hội, kết nối hữu hiệu giữa cung cầu lao động, xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Thứ ba,
tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội gắn với rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nâng cao chất lượng các nội dung chương trình thành phố 50, 3 có, 4 an, tiếp tục duy trì thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, hình thành thói quen ứng xử các chuẩn mực văn hóa của người Đà Nẵng, tăng cường công tác quản lý quảng cáo, hoàn thành trong năm 2020 việc điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ tư, triển khai có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác quy hoạch đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố, nhất là việc thực hiện đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Trong đó, lưu ý việc xây dựng trung tâm văn hóa thành phố và các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở theo quy hoạch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình văn hóa trọng điểm như dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2, Bảo tàng Đà Nẵng, Nghĩa Trũng, Hòa Vang, xúc tiến hoàn thành các thủ tục liên quan đến quy hoạch để đầu tư dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, khởi động lại chương trình lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2021, nhanh chóng khôi phục quảng bá các sự kiện lễ hội hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Thứ năm, triển khai có hiệu quả các đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã ban hành, trong đó chú trọng đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là rà soát chuẩn nghề nghiệp, nâng cao trình độ của giáo viên theo quy định, xây dựng và triển khai lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong hệ thống trường công lập, sớm xây dựng phương án giải pháp lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của luật giáo dục trên cơ sở đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Thứ sáu, sớm rà soát đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, nghiên cứu sửa đổi ban hành chính sách khuyến khích theo quy định, nhất là chính sách miễn giảm tiền thuê đất và ban hành danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư, thực hiện có hiệu quả việc kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Thứ bảy, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định các chính sách nhằm hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn thành phố. Chính sách này được tích hợp, điều chỉnh từ các chính sách trước đây và bổ sung một số chính sách mới. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm đến mức thấp nhất số người sử dụng trái phép chất ma túy, số người tái nghiện trên địa bàn thành phố. Thứ tám, tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có kế hoạch rà soát đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 để xây dựng chính sách giảm nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, nghiên cứu đề xuất nâng mức trợ cấp một số chính sách đặc thù của thành phố. Sớm triển khai thực hiện đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hoàn thiện các thủ tục để cải tạo nâng cấp công trình tượng đài 2 tháng 9. Thời điểm kỳ họp diễn ra cũng là thời điểm cuối năm cận kề Tết Nguyên Đán, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cân đối và huy động nguồn lực chăm lo Tết cho nhân dân và chú trọng các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi phấn khởi khắp thành phố để bắt đầu một năm mới, một nhiệm kỳ mới. Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí trưởng Ban Văn hóa Xã hội. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực trưởng Ban Pháp chế, trình bày báo cáo thẩm tra. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu. Thay mặt cho Ban Pháp chế, tôi xin được trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố như sau. Phần thứ nhất là đánh giá chung về tình hình kết quả công tác năm 2020. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, kinh tế xã hội, tác động nhất định đến an ninh trật tự. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định. Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực.
Ban pháp chế cơ bản tán thành với những nội dung trong các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự và nhấn mạnh thêm một số nội dung sau đây. Một, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm, không xảy ra tội phạm theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng để gây án. Tuy nhiên, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội còn xảy ra, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet diễn ra với quy mô lớn, vi phạm pháp luật về ma túy tăng 2,8% về số vụ và 7,7% về số đối tượng so với cùng kỳ năm 2019. Tình trạng lợi dụng quán bar, karaoke, các dịch vụ lưu trú để sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn biến phức tạp, kể cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Hai, về trật tự an toàn giao thông. Cơ bản được đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là việc thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ. Nhiều trường hợp có hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, lạng lách đánh võng vẫn còn diễn ra. Ba, về tổ chức bộ máy cải cách hành chính. Đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực về sắp xếp kiện toàn tổ chức, thực hiện tinh giảm biên chế, đảm bảo đúng lộ trình, đã hoàn thành sắp xếp 71 đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 22 đơn vị, thực hiện được 4 giảm, giảm đầu mối, giảm lãnh đạo, giảm biên chế và giảm kinh phí từ ngân sách. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó việc triển khai thí điểm thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 37 thủ tục trong lĩnh vực đất đai, giữ thứ hạng cao về chỉ số cải cách hành chính, sơ kết đề án chuyển giao một số nhiệm vụ dịch vụ chính hành chính công cho bưu điện thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, ban pháp chế nhận thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tình hình chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, một số cơ quan đơn vị thực hiện chưa quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo thành phố giao, việc giải quyết hồ sơ công dân tổ chức vẫn còn chậm trễ, nhưng việc thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, tình trạng hồi hộp tuy có giảm nhưng chưa đáng kể. 4. Về công tác thanh tra tư pháp. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid, kế hoạch thanh kiểm tra phải điều chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tập trung cho công tác phòng chống dịch và duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng công tác thanh kiểm tra vẫn được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh kết quả đạt được, ban pháp chế nhận thấy việc tổ chức thực hiện một số kết luận thanh tra chưa nghiêm, tiến độ xử lý các vụ việc trọng điểm có dấu hiệu tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm còn chậm, công tác phối hợp phản hồi thông tin kết quả xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng giữa các cơ quan chức năng chưa được thường xuyên và đầy đủ. Một số cơ quan chậm tham mưu giải quyết đơn thư dẫn đến một số vụ việc kéo dài, nhất là lĩnh vực đất đai. Công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thành phố có 56 trên 56 xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Tuy vậy, ở một số đơn vị địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng văn bản, thủ tục, chất lượng, tiến độ tham mưu văn bản chưa đạt yêu cầu. Thứ năm là về công tác thi hành án dân sự. Đảm bảo đã bám sát kế hoạch đề ra và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với lại tình hình thực tế. Ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức được nâng lên. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác phối hợp giải quyết vụ việc phức tạp đã được tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên, số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau tăng. Tỷ lệ số việc, số tiền có điều kiện thi hành đã thi hành xong đạt thấp. Khoản thu cho ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ năm trước. Các vi phạm về nghiệp vụ vẫn còn như là chậm ban hành quyết định thi hành án, quyết định cưỡng chế, chậm xác minh điều kiện thi hành án. 6 là về công tác kiểm sát. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, trong đó nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt như số lượng kháng nghị, kiến nghị trong lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự, thi hành án dân sự để giải quyết dứt điểm án cũ năm 2019 chuyển sang, đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án kéo dài được thành ủy chỉ đạo, thực hiện 80 vụ án trọng điểm, 102 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tuy nhiên, ban pháp chế nhận thấy chất lượng kháng nghị hình sự chưa cao, vẫn còn để xảy ra một số vụ án bị cấp phúc thẩm hủy sửa có trách nhiệm của kiểm sát viên. 7. Về công tác của tòa án. Mặc dù tác động của dịch bệnh làm gián đoạn công tác xét xử, nhưng Tòa án Nhân dân hai cấp đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Hoạt động xét xử,
các loại án đạt kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết xét xử đạt 94,01%. Số án bị hủy sửa giảm so với cùng kỳ năm 2019, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án thuộc diện cấp ủy địa phương chỉ đạo. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cấp tống đạt văn bản tố tụng, phát hành án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho các cơ quan chậm so với thời hạn. Một số vụ việc dân sự, hành chính, phức tạp, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, xét xử còn kéo dài, tỷ lệ án hủy, sửa, sai vẫn còn. Phần thứ hai là về nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Ngoài những nội dung báo cáo của các ngành và Ủy ban nhân dân thành phố, để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Ban pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp cần tiếp tục quan tâm thực hiện một số giải pháp sau đây. Một, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tập trung khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, huyện Hòa Vang và các xã nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc. Phân tích những hạn chế trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm pháp luật, tội phạm để từ đó có những giải pháp khắc phục hiệu quả. Nâng cao năng lực và trách nhiệm lực lượng nòng cốt ở cơ sở, áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm siết chặt quản lý cư trú địa bàn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tổ chức sơ kết quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến. Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là đối với hành vi đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn, đầu đổ xe không đúng quy định, xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, xe khách taxi hoạt động trá hình, tiếp tục nghiên cứu thực hiện phân luồng giao thông từ xa, khai thác hiệu quả các bãi đổ xe, triển khai thực hiện nghiêm túc đề án kiểm soát sự phát triển phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng việc lắp đặt và xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Về cải cách hành chính, trách nhiệm công vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị định của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về triển khai nghị quyết 119 của Quốc hội, trong đó nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách có tính đột phá để đưa thành phố phát triển bền vững, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản vi phạm pháp luật, tổ chức thực hiện nghiêm túc đề án kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo nghị quyết số 119 của Quốc hội, rà soát xây dựng vị trí việc làm và biên chế hành chính đối với các sở ban ngành địa phương phù hợp với lại quy định nghị định 62 của Chính phủ và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố theo nghị quyết 119, thực hiện việc giao biên chế hợp đồng lao động theo nghị định 68 hàng năm phù hợp với thời gian giao dự toán ngân sách, tránh tình trạng điều chỉnh giảm dự toán, hạn chế tính chủ động trong điều hành ngân sách của các đơn vị, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân để chậm trễ tồn động nhiệm vụ được giao, sớm ban hành đề án họp trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố nhằm tiết kiệm được thời gian và nguồn lực. Về công tác thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, một các vấn đề nổi cộm bức xúc mà cử tri quan tâm, thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực hiện chấp hành các kết luận kiến nghị thanh tra, phối hợp các cơ quan liên quan để thu hồi tài sản, xử lý các đối tượng có biểu hiện trốn tránh, chây ì không thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra, kiên quyết chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, giải quyết dứt điểm các trường hợp đơn thư đã quá hạn theo thẩm quyền, tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người phức tạp kéo dài. 2. Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án dân sự thành phố, ngoài những giải pháp mà các ngành đã nêu trong báo cáo, Ban pháp chế đề nghị tăng cường công tác công tố, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, xác định nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt quan trọng hàng đầu của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp, chú trọng nâng cao chất lượng kháng nghị hình sự và tranh tụng tại tòa án, phiên tòa, phối hợp với các cơ quan tư pháp triển khai đề án tăng cường trang thiết bị ghi âm ghi hình, số hóa hồ sơ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố. Kiểm soát tốt việc tạm đình chỉ điều tra, định kỳ hàng năm rà soát các trường hợp tạm đình chỉ điều tra, yêu cầu phục hồi điều tra khi có căn cứ của pháp luật. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của tòa án hai cấp,
kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế để nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, triển khai hiệu quả luật hòa giải đối thoại tại tòa án, làm tốt công tác thanh kiểm tra, công tác xét xử, nhất là đạo đức công vụ của thẩm phán thư ký, phối hợp với các cơ quan liên quan để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hội thẩm tòa án nhân dân quận khi không tổ chức hội đồng nhân dân quận. Đối với công tác thi hành án dân sự, cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể từng vụ việc để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, tham mưu đề xuất giải quyết tốt các vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố. Phần thứ ba là kiến nghị đề xuất. Từ phân tích, đánh giá nêu trên, qua thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết báo cáo trình tại kỳ họp, Ban pháp chế thống nhất và đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua: một, các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Kết quả trả lời kiến nghị, ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề án phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020. 2. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố về kết quả công tác năm 2020 của ngành kiểm sát thành phố. 3. Báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố về kết quả công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố. Và 4. Là báo cáo của Cục Thi hành án dân sự về tình hình kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố. Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế. Chương trình làm việc sáng hôm nay đến đây kết thúc. Chiều nay chúng ta sẽ tiến hành thảo luận tổ lúc 14 giờ về danh sách và địa điểm đã gửi đến các vị đại biểu và khách mời. Kính đề nghị các vị đại biểu và các vị khách mời chúng ta tham dự. Xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung thảo luận tại tổ. Nội dung của phiên họp này sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng phản ánh trong chương trình thời sự tối nay và vào sáng mai ngày 8 tháng 12. Kỳ họp sẽ tiến hành phiên thảo luận chung tại hội trường Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, truyền hình trực tiếp trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2, trực tuyến trên website www.danangtv.vn và truyền hình trực tiếp trên fanpage Đà Nẵng TV. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.